Rồi, xin chào tất cả các bạn đã tham gia chương trình giao lưu chiều hôm nay. Chúng ta có thể bật cam lên để có thể nhìn thấy nhau được không các bạn? Rồi, xin chào bạn Ánh. Chào bạn Như Hảo. Dạ em chào anh ạ. Chào Quân Huỳnh Mỹ Ừ, em Uyên. chào Rồi, còn bạn nào nữa? Zoom hôm nay của chúng ta được tới công suất 100 người, cho nên các bạn cứ thoải mái, cứ bật cam, không sợ phải băng thông nó bị kẹt đâu. Chào bạn Thanh Loan. Rồi, chào bạn Lan Anh. Dạ em chào anh. Rồi, ok. Rồi, các bạn nghe mình nói rõ đúng không? Thì chúng ta có thể bắt đầu luôn cái chương trình chiều hôm nay ha. Các bạn có thể gõ câu hỏi vào trong ô chat hoặc các bạn có thể mở mic và đặt câu hỏi. Theo kinh nghiệm của mình thấy thì thường học online con gái mình cũng hay tắt cam tắt mic thì nó làm cho cái người mà trao đổi người ta cảm thấy là mình đang nói chuyện với một cái bức tường và nó không có cái sự tương tác. Còn trong cái khuôn khổ chiều hôm nay thì chúng ta đến với nhau một cách rất là tự nguyện đúng không? Và chúng ta cái concept là hỏi các bạn hỏi thoải mái hỏi bất cứ cái vấn đề gì thì trong cái phạm vi mà mình có thể trao đổi thì mình rất là cởi mở. Thành ra là tâm thế của chúng ta các bạn hít thở chúng ta relax và chúng ta kết nối với nhau được không ạ? Thì với các bạn còn lại thì không biết các bạn có muốn mở mic ra không? Rồi mình thấy được bạn Hồ Duy Thái. Rồi mình thấy một bạn nhắn là Phùng Như Hảo. Ok, rồi. Hôm nay mình đang có 35 bạn. Rồi. Thì mình bắt đầu luôn nha các bạn bởi vì chương trình này là freestyle và nó không có theo một cái cấu trúc nào và nó các bạn cứ thoải mái đặt câu hỏi và bản thân mình cũng có nhận được ban tổ chức ở UEH Mentoring cũng có gửi cho mình cái gửi trước các bạn câu hỏi mình đã đọc qua và mình sorry mình có thể bám theo cái khung câu hỏi trong trường hợp các bạn chưa muốn đặt câu hỏi trực tiếp. Ok. Để bắt đầu chương trình hôm nay, mình tự giới thiệu mình là Kim. Năm nay mình 40 tuổi. Mình có một khoảng thời gian làm trong lĩnh vực về logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho một số đơn vị. Có thể các bạn có biết tên, ví dụ như là tập đoàn Procter Gamble, công ty Gemadep, hay ngân hàng Đông Á hay là công ty giải pháp chuỗi cung ứng Smart Lock. Thế thì cái hành trình của mình đi trong cái mảng logistics supply chain nó một cách tương đối là nó có va chạm với rất nhiều ở công ty. Khi mà mình làm Gemadep thì mình cũng có cơ hội tương tác với khoảng 100 khách hàng về những cái nhu cầu về logistics của họ. Khi mình làm Smart Lock thì mình cũng cũng gặp gỡ ở cũng khoảng cỡ 100 khách hàng. Thì ở Việt Nam mình cũng đi qua rất là nhiều kho, gặp được rất là nhiều người. Thì cái duyên mà của cái buổi ngày hôm nay á, là mình có tham gia chương trình mentoring của trường Đại học Kinh tế. Thì cái quan sát của mình đối với các bạn sinh viên nó tóm gọn trong hai chữ đó là hoang mang.
hoang mang về công việc sau này, hoang mang về cơ hội thực tập, hoang mang về định hướng nghề nghiệp, hoang mang về định vị bản thân và cái mà mình kỳ vọng có thể chia sẻ với các bạn cũng chỉ có hai chữ thôi. Đó là làm sao để giúp cho các bạn có được hai chữ là tự tin. Khi các bạn tự tin thì các bạn có cái cơ hội để có thể thể hiện được mình và gọi là định vị đúng được giá trị của mình. Bởi vì chúng ta đang trong một cuộc chơi nó bất cân xứng về thông tin. Nghĩa là cái người sử dụng lao động đang có nhiều thông tin hơn là các bạn. Cho nên các bạn đang ở một vị thế yếu hơn trong cái việc thương lượng. Hình dung chúng ta đều hai mắt hai tai mũi miệng chúng ta đều bình thường đúng không? Chúng ta có sức khỏe và chúng ta cũng có 24 giờ giống như nhà tuyển dụng. Vậy sự khác biệt là gì? Sự khác biệt là họ có khả năng mời chúng ta làm việc, họ có cái trách nhiệm trả lương cho chúng ta đúng không? Vậy thì cái gì là cái để cho các bạn định vị được mình một cách đúng giá trị? Thì trong một cái trạng thái mà hoang mang thì chúng ta không định vị được, thì người ta đặt đâu thì mình biết đó, và nó chúng ta dựa vào những cái quan sát hay những cái mà chúng ta thấy từ những người đi làm trước đây, hay những cái chúng ta thấy những cái bản mô tả công việc, các cái tiêu chuẩn về việc làm, và chúng ta chấp nhận cái chuyện là giá trị của chúng ta sinh viên mới ra trường 7-8 triệu hoặc 10 triệu và chúng ta ngừng à, như vậy là đúng giá thị trường không phải. Ok, so mình đi từng câu hỏi đi ha cả nhà. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi trước không? Hoặc là ok, để mình giới thiệu thêm một chút về mặt thời thế. Các bạn phần lớn sẽ sinh vào khoảng năm 2000, 2001 và các bạn cũng đang trong cái tâm thế là muốn tìm kiếm cơ hội thực tập, muốn tìm kiếm việc làm, muốn có một cái định hướng rõ ràng. Đúng không? Muốn chọn một cái đích đến hoặc là muốn đi du học và cũng chưa biết là muốn học thêm cái chương trình gì ở ngoài các chương trình ngoại khóa đúng không? Rồi, ok. Thì mình sẽ ưu tiên cho các câu hỏi mà các bạn đặt trực tiếp. Chương trình của mình thì dự kiến là từ 2 giờ tới 4 giờ. Tuy nhiên là nó có thể kết thúc sớm hơn nếu như các bạn không còn câu hỏi. Đồng ý không ạ? Rồi, ok. Xin mời. Ai sẽ là người đầu tiên? Rồi, bạn Như Hà hỏi, anh đã từng tham gia SAT đúng không? Hồi 2018, thời điểm đấy là mình làm ở startup là Smartlock, công ty cổ phần công nghệ giải pháp chuỗi cung ứng Smartlock, và mình đóng vai là giám đốc marketing, và mình có lên TV và tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 2. Và đúng như bạn nói là người đó chính là mình. Nó là một trong những cái clip nó có lượt view cao bởi vì nó mang tính chất scandal. Vì lúc đấy cái câu nói của mình là mùa trước gọi được bao nhiêu vốn thì họ nói là 116 tỷ. Thế mình nói vậy thì em lên em gọi 116 tỷ luôn. Và thế là câu chuyện nó bắt đầu. Thì các bạn có biết muốn biết cái nguyên nhân vì sao mình gọi cái con số vốn như vậy không? Thì có ạ. Bạn nào có giơ tay coi. Mình không biết là mình có chọn à rồi Minh Thư để xem nào. À đây. À rồi ok, rồi mời Minh Thư. Dạ vâng em chào anh ạ. Hình như mình chưa nghe Minh Thư nói. Các bạn có
Minh Thư không nói được thì bạn Quỳnh Như có muốn rồi bạn Minh Thư, rồi mình mời bạn Minh Thư. Dạ vâng, em chào anh. Dạ anh, không biết anh với mọi người có nghe em nói không ạ? Nghe rõ thưa ơi, Ồ, nghe rõ nha. sorry là mình không biết cái mic bên mình tại sao nó lại không ra tiếng. Sound setting. Dạ, bên em thì vẫn nghe rõ bạn Thư ấy. Bạn chờ mình một tí nhé. Rồi xong, anh không nghe Thư, không nghe được mình đấy. Dạ ok, rồi mình thử nói lại giùm mình đi. Dạ vâng, em chào anh ạ. À, không biết anh nghe em nói chưa ạ? Sorry, vậy là chắc cái hệ thống bên tai nghe của mình nó vậy, tại vì mình lại không nghe được. Ok, các bạn chờ mình một giây nha. Ok, nhờ Thư nói lại thử. Dạ em đây anh. Alo. Sorry nếu không được thì để mình dùng cách này. Mình sẽ dùng công nghệ hình một nơi tiếng một nẻo. Rồi các bạn nghe mình nói Dạ nghe không? ạ. Rồi ok, rồi nghe rõ rồi. Rồi nhờ Thư sorry nha, Thư chịu khó nói lại giùm mình. Vâng, thì em chỉ là muốn nhờ anh chia sẻ rõ hơn về cái hành trình mà anh tham gia cái Shark Tank đó. Dạ vâng, thì tại vì em thấy là cái đó nó cũng mang, như anh cũng có nói, thì cái đó nó mang tính chất về kiểu nó hơi bị scandal á, thì làm sao mà anh có thể kiểu vượt qua cái đó để mà tiếp tục làm trong nghề á. Ok, so cái hành trình mình đến với Shark Tank là như vậy. Cái thời điểm mà mình làm ở Smart Lock thì khoảng tháng 5 đó là mình đang đang deal với một cái nhà đầu tư Nhật Bản, và cái mức mà mình có chào cho nhà đầu tư là 5 triệu đô cho 20% cổ phần. 5 triệu đô thời điểm đấy cũng tương đương khoảng khoảng 101 cho khoảng 115 tỷ. Thì khoảng tháng 4 năm 2018 thì chương trình Shark Tank Việt Nam có tìm một số startup để gửi đi sang Thái Lan dự chương trình Thailand Startup Nation. Thì mình là một trong những startup được cử đi dự. Và ở thời điểm đó có một yếu tố về tự hào dân tộc, khi mình đi ra mình thấy cái sự phát triển của các startup các nước, thì cũng muốn làm một cái gì đó để contribute cho quá trình phát triển của startup. Thì khi về nước thì bên ban tổ chức có rủ đi đi tham gia Shark Tank. Thì sẵn tiện cái mục đích chính khi mà tham gia Shark Tank thì không nhằm với mục tiêu là gọi vốn, mà mục tiêu chính là để marketing. Và thứ hai là cũng cũng giống như là mình muốn support cái chương trình Shark Tank Việt Nam. Thành ra cái sự chuẩn bị của mình thật sự là nó sơ sài và nó không đúng được cái mục tiêu, không đúng cái mục đích là đi gọi vốn, mà mục đích là lên đấy để kể câu chuyện của mình.
Và khi mà mình đưa ra cái con số đấy thì lập tức nó dấy lên cái sự gọi là tranh cãi, và cái quá trình đấy nó dẫn đến cái sự khoảng 80-90% cái lượt view thì họ họ đánh giá mình là câu chuyện là kiểu ngáo giá, kiểu nổ, kiểu mà không có thực tế, và nó là một cái cơn bão đúng nghĩa đối với SmartLab ở thời điểm đấy, và nó làm cho cái rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng. Khách hàng khi mà đang làm việc với SmartLock luôn thì nghe cái coi cái clip đấy xong thì họ khựng lại, thì họ bảo là performance công ty đang lỗ thì cảm thấy không yên tâm khi làm việc. Và cũng may mắn là cũng khách hàng đấy sau một thời gian tìm kiếm các giải pháp khác không có thì cũng quay lại với SmartLock thôi. Nhưng mà nó là một cái hành trình mà nó áp lực và rất nhiều bài báo, rất nhiều comment tiêu cực. Thì giai đoạn đấy mình cũng rơi vào một cái giai đoạn stress rất là nặng, cảm giác là mình gây ra một cái lỗi lầm lớn đối với cái trình phát triển của công ty, và nó kéo dài khoảng 4 5 tháng, và đến cái mức mà cảm giác nó xuống xuống đáy là cảm giác nó muốn tự tử. Ba. Thì sau đấy thì chắc cũng may mắn là được sự trợ giúp của những cái người cộng sự vào đúng cái thời điểm, có sự xuất hiện của các bạn sau đấy, ví dụ như là bạn Hồng, rồi anh Hiếu, rồi những người khác, tức là những người nghe và hiểu được câu chuyện, thấy được cái tầm nhìn lớn, thì họ họ đồng tình và họ cảm thấy inspire về câu chuyện đó. Còn những người cảm thấy nó là một câu chuyện hoang đường thì họ sẽ đi vào câu chuyện đả kích và soi mói. Và cái cách mà mình vượt qua một cái khủng hoảng như vậy thì nó chỉ có thể từ những cái thắng lợi nhỏ. Thì thời điểm đấy may mắn cái sự kiên trì để phục vụ khách hàng thì bên mình vẫn liên tục có được những khách hàng mới. Và đối với một công ty sống còn nó nằm ở chỗ chuyện có được khách hàng, thì bên mình có cái may mắn là khách hàng chọn và để bên mình có cơ hội được phục vụ cái giải pháp. Và những cái đó nó mới là cái động lực để giúp cho một cái công ty tồn tại, và nó giúp cho mình có niềm tin là sự tồn tại của mình nó có ý nghĩa. Và đó là cái cách mà mình đã đi qua được cái khủng hoảng. Và một năm sau thì cũng chương trình Shark Tank có mời mình quay lại, và mình cũng có cơ hội chia sẻ cái câu chuyện đấy sau cái giai đoạn khủng hoảng. Thế thì lên chương trình Shark Tank mình được nhiều và mất cũng nhiều. Mất thì nó dễ thấy về mặt yếu tố tiêu cực, dễ thấy, và được đó là mình cũng được cái kể được câu chuyện của công ty một cách rất là thật. Các bạn biết sự xuất hiện ở trên VTV3 vào cái khung giờ đó là một khung giờ vàng, và cái clip đấy nó cũng tới 45 phút, là nó không nhỏ, và nó ít nhiều nó cũng tạo ra được một cái sự nhận biết về mặt thương hiệu. Và thứ hai là cái sự quan tâm để ý của nhiều cái từ truyền thông cho đến nhà đầu tư. Thì mình rời SmartLock vào tháng 8 năm 2019, và cho đến giờ thì may mắn là startup vẫn là SmartLock vẫn là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp cái giải pháp về quản lý chuỗi cung ứng ở Việt Nam. Đó cũng là một cái điều mà mình thấy tự hào là mình là một phần của SmartLock ở thời điểm đã qua. Đó là cái câu chuyện. Rồi, mình mời bạn Thúy ha. Dạ em chào anh, không biết mọi người có nghe em nói không? À, có anh. Thì việc anh đang nói về Smart Lock thì em cũng muốn hỏi một xíu, tại vì sau khi mà Smart Lock thì em có theo dõi Shark Tank thì em có thấy là có một startup khác là Avivin cũng tham gia. Thì em thấy Avivin nó có một điểm nổi trội là nó có cái thuật toán tối ưu hóa, thì em không thấy Smart Lock có giới thiệu là có thuật toán tối ưu hóa hay gì, thì em đang hơi thắc mắc một xíu là không biết Smart Lock có lợi thế gì để có thể cạnh tranh được với Avivin. Ok, dạ, cảm ơn.
Abifin thì được sáng lập bởi bạn Phạm Nam Long. Nam Long thì du học ở Anh về Đại học Cambridge. Và thế mạnh của bạn là machine learning, là làm các cái giải thuật về AI. Thì cái xuất phát điểm của Lâm ở thời điểm đấy là đi giải quyết bài toán tối ưu hóa. Và một trong những khách hàng đầu tiên của Abivin thời điểm đấy là Procter & Gamble. Procter & Gamble giới thiệu Abivin cho một cái nhà phân phối lớn nhất là Mesa. Và trong vòng khoảng 6 tháng thì Abivin đã thành công trong việc giải quyết bài toán, một phần của bài toán giao hàng. Thì Mesa ở thời điểm đấy là có khoảng 35 cái chi nhánh. Và hình dung là một chi nhánh họ phục vụ một cái bán kính phục vụ khoảng 5-10 km vuông các cái cửa hiệu bán lẻ. Thế thì một ngày nó có thể từ vài trăm tới vài nghìn cái chuyến, cái đơn hàng cần phải giao. Và họ giao hàng, thời điểm đấy giao hàng rất là linh hoạt. Giao hàng lên cái xe tải đi, thì trong trường hợp để giao hàng vô hẻm thì phải có xe máy đi kèm. Thế gọi là mô hình mẹ bồng con. Thì cái chuyện mà chia đơn, chia đồ nó rất phức tạp và nó dựa vào kinh nghiệm của các cái bạn tài xế, các bạn đi giao hàng. Nếu như một ngày đẹp trời một bạn giao hàng nào đấy nghỉ việc thì cái khu vực đấy cái người giao hàng còn lại phải học để có thể nắm bắt được cái công việc. Thế thì Abivin đã có cơ hội để giải quyết được bài toán đó cho bên Mesa và thành công. Nhưng đó chỉ là giải quyết một phần cái bài toán của quản lý chuỗi cung ứng chứ không phải là một cái tổng thể. Thì thời điểm đấy lúc mà lên chương trình Shark Tank thì Lâm và Cassie trình bày thật sự là mang tính chất rất thuyết phục. Bởi vì Lâm thì background về kỹ thuật, còn Cassie thì background về finance. Và các bạn ấy rất là có kinh nghiệm trong việc trình bày, tại vì họ win rất nhiều cái cuộc thi startup ở phạm vi thế giới luôn, chứ không phải Việt Nam. Và cái phần giải thuật AI đấy thì ở thời điểm mà lúc mình lên chương trình Shark Tank thì bên mình chưa có. Thì sau đấy khoảng chừng 2 tháng thì Smartlock cũng ra được cái giải thuật auto planning ứng dụng AI. Và sau đấy thì cái chức năng đấy cũng được triển khai cho các khách hàng. Cho nên thì mình đúng nghĩa có sao nói vậy người ơi, thời điểm đó chưa có thì nó chưa có. Và cái quá trình mà phát triển về ứng dụng công nghệ thì các bạn đi đầu tiên gọi là làm thủ công, như hiện giờ truyền thống là làm thủ công, là giấy, là ghi chép, đúng không, nhập vô máy tính. Đó là giai đoạn 1. Thì giai đoạn 2 gọi là số hóa, có nghĩa là thay vì đi ghi chép thì nó được ghi nhận bằng máy. Thì cái máy đấy hoặc là máy tính, máy điện thoại, hoặc là máy quét barcode này, đều là máy để bỏ đi với tay chân. Ví dụ bạn vô công ty, bạn lăn vân tay thì hệ thống ghi nhận là bạn lăn vân tay, bạn vô giờ nè. Thì cái xe đến nó chạy đi đâu thì dữ liệu nó ghi lại thì nó gọi là số hóa. Xong rồi đến gọi là tích hợp hóa, các cái data nó được tổng hợp về một nơi thì gọi là BI, Business Intelligence, tức là bạn lấy được data một cách dễ dàng và nên đi phân tích. Tới cấp độ thứ tư nó gọi là số hóa, tích hợp hóa, rồi tự động hóa là khúc mà mình dạy cho hệ thống lập trình để hệ thống đưa ra các khuyến nghị, các quyết định hỗ trợ cho mình. Thì AI được áp dụng ở cấp độ 4 của cái quá trình mà chuyển đổi số này. Thì chúng ta có thể đi từ thấp lên cao, hoặc là nếu như, nhưng mà cái AI nó chỉ áp dụng được khi chúng ta có kho dữ liệu. Còn nếu chưa có kho dữ liệu thì sẽ không áp dụng được. Cho nên là cái cách mà lúc đầu đi từ số hóa, rồi tích hợp hóa, xong rồi qua tự động hóa. Thành ra cái khi mà Abivin là đơn vị ra sau, và Abivin phải dùng cái stories, dùng một cái câu chuyện để thu hút được khách hàng, thì đó là câu chuyện để Abivin có thể thu hút được khách hàng. Thì nếu mà mình hiểu các giải pháp á, thì phải tìm hiểu nó sâu luôn, là cụ thể nó giải quyết được vấn đề gì. Thì Abivin có được những thành công rất là lớn về mặt giải thưởng startup, có các cái giải về World Cup Champion ở Mỹ, cái giải ASEAN Bull Startup và một số giải thưởng khác. Và Abivin cũng win được những customer lớn, ví dụ như là cô gái Hà Lan,
ví dụ như là Tân Cảng, ví dụ như là bia Habeco, thì mình có một cái sự rất là tôn trọng và cũng đã gặp bạn Long, cho nên các bạn không nhìn nhận mình là góc độ là những công ty đang đối thủ ngay trên thị trường, mà thực ra thị trường này nó rất bé, và cái sự kết nối mình là người mình tin là có khả năng kết nối được với từng công ty mà làm về giải pháp về logistics thị trường, ví dụ như Logivan, Abivin, Logtech. Đó, câu chuyện là vậy. Dạ, chị cho em hỏi follow up một xíu là em thấy là Smartlock cũng có một cái giải pháp khá là hay nữa là cái giải pháp về sàn giao dịch vận tải. Thì hồi xưa em thấy khá là nổi nhưng mà hình như bây giờ không còn hoạt động nữa, đúng không anh? Thì em không biết là lý do tại sao ta? Ok, sàn giao dịch vận tải nó ra đời vào khoảng năm cuối 2018 với cái đơn đặt hàng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là VnPost. Thì cái bài toán lúc đấy nó rất là quan trọng, là mỗi ngày ở VnPost, các bạn hình dung mạng lưới của Bưu điện Việt Nam thì họ có khoảng 11.000 cái bưu cục trên toàn quốc, giao thư một ngày là khoảng chắc là mấy triệu đơn, và trong cái bài toán vận tải á, giao tiếp hiệu quả là nó sẽ đi từ cái mô hình hub and spoke, có nghĩa là có một cái điểm trung tâm và nó rẽ nhánh ra các cái đơn vị. Ví dụ mình thấy ở miền Tây thì Cần Thơ sẽ là trung tâm, từ Cần Thơ xuống tất cả các cái tỉnh thành mà 8 tỉnh còn lại là gần nhất. Vậy thì ở đây Sài Gòn là trung tâm, sẽ có một cái xe lớn đi thẳng xuống Cần Thơ, rồi dỡ hàng ra Cần Thơ chia thành 8 cái xe nhỏ đi xuống 8 cái tỉnh còn lại. Thì mô hình nó gọi là hub and spoke. Thì cái bài toán mà Smartlock giải quyết ở thời điểm đấy là số hóa cho cái quá trình là từ cái kho trung tâm của Tổng Liên Bưu điện Việt Nam tại ở kia là tại Mỹ Đình, Hà Nội là tại Mỹ Đình, ở Thành phố Hồ Chí Minh là tại khu công nghiệp Hiệp Phước, và các bạn hình dung là cứ mỗi ngày từ cái trung tâm đấy mà cái xe tải lớn mà đi ở các tỉnh là họ có khoảng 300 đến 500 chuyến xe, và có khoảng 20 cho tới 30 cái nhà thầu vận tải. Với cái tính chất phức tạp như vậy thì cái bài toán làm sao là tối ưu hóa, thì cái sàn vận tải nó được hoạt động trên nguyên tắc như vậy. Nếu ví dụ như là VnPost đã trước đây là ký với các nhà thầu vận tải và có cái giá, cái khung rõ ràng rồi, thì bây giờ thay vì là mình phải đi gọi điều phối không biết là nhà nào mà theo cái giá cố định, thì bây giờ gọi là giá thả nổi. Tôi có 20 chuyến từ đây đi Thành phố Hồ Chí Minh, tải trọng như vậy, nhà thầu nào mà chào giá thấp nhất thì tôi chọn nhà thầu đó. Thì đấy là cái cách mà thay vì họ đã biết được cái giá định mức rồi, thì ông nào chấp nhận cái giá thấp hơn thì ông chọn ông đó. Mà trong vận tải, cái người ta chọn giá thấp hơn được là vì cái xe đấy là xe rỗng chiều về. Tức là nếu như bạn chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội, chạy về là rỗng đúng không? Thì bạn chấp nhận là chở cái giá thấp hơn giá mà bình thường mình phải chạy đi theo cái chiều vô. Vì bạn hy vọng vô thì có đi lấy hàng ra. Thì nó giải quyết được bài toán lãng phí trong vận tải, là cái xe nào rỗng mà mapping được đúng thời điểm, đúng cái đơn vị, đủ tiêu chuẩn của VnPost thì cái xe mất. Đó là cái sàn giao dịch vận tải của Việt Nam. Ở Việt Nam thời điểm đấy, cái sàn sàn gọi xe lớn nhất và nổi tiếng nhất là Logivan, giải quyết cái bài toán là xe tải chạy rỗng chiều về. Sau đó có các startup khác như là EcoTruck, như là BonBon, như là VTruck, khoảng 10 công ty, còn Lắc Lắc, khoảng 10 công ty như vậy trên thị trường cũng giải quyết cái bài toán đó là xe rỗng chiều về. Thì sàn vận tải của Smartlock cũng giúp giải quyết cái bài toán vận tải chiều về. Nhưng thay vì tự đứng ra điều phối chuyện kết nối giữa tài xế đơn lẻ với chủ hàng đơn lẻ, thì mình đi giải quyết một cái bài toán của một cái chủ hàng chủ thể cố định và các cái nhà vận tải cũng có cái pháp nhân rõ ràng. Và đấy là cái chủ yếu là cái cách tiếp cận thị trường, là vì sao mình đi theo cách này mà không đi theo cách kia. Thì chẳng nói về sàn vận tải thì Smartlock làm được một cái giải pháp thứ hai, đó là sàn giao dịch container. Sàn giải pháp này thì phục vụ được cho một khách hàng lớn, đó là hãng tàu CMA CGM. Cái thời điểm các bạn hình dung như vậy, luồng hàng mà container nó có hai luồng chính là xuất khẩu và nhập khẩu. Xuất khẩu là bạn đi lấy cái vỏ công, bạn đến nhà máy, bạn đóng hàng xong bạn chở ra cảng. Còn nhập khẩu là bạn chạy ra cảng, bạn kéo cái công về,
dỡ hàng ra, sau đây là đem cái vỏ đi trả ở cái bãi. Thế thì nó tồn tại cái đoạn là lấy cái vỏ rỗng hoặc trả cái vỏ rỗng là một cái phần lãng phí. Mình giải quyết lãng phí này bằng cách cung cấp một cái hệ thống để tracking. Và khi đấy cái đơn hàng nào mà nhập khẩu kéo công về thì mình sẽ biết luôn gần đấy có cái ông nào cần đóng, kéo sang nhà máy kia đóng rồi đi ra cảng luôn. Thì nó triệt tiêu được cái phần mà vỏ công chạy rỗng. Thì đó là cái lợi ích đem lại của cái giải pháp. Thì cho tới giờ thì Smartlock là đơn vị đầu tiên và tiên phong cho cái giải pháp này. Có một bạn cũng làm ở hãng tàu nội địa tên là Vinatech. Vinatech thì các bạn cũng giải quyết cái bài toán là vỏ trong cái logistics. Có nghĩa là luồng hàng ở Việt Nam nó bị bất cân đối. Phần lớn là luồng hàng từ Nam, vì các cái phần nhà máy sản xuất nó nằm ở phía Nam nhiều. Các nhà máy mà dính đến nguyên vật liệu thì ở phía Bắc nhiều. Cái luồng hàng tiêu dùng từ đây ra ngoài Bắc nhiều. Cứ ba công ra thì có một công vào có hàng. Thế nên là cái vỏ khi bạn chuyển ra ngoài Hải Phòng hay Hà Nội thì cái vỏ nó trống, đúng không? Thay vì chạy rỗng chiều về thì người ta sẽ chờ. Thế thì sẽ có một cái đơn vị đứng ra là lấy cái vỏ rỗng đấy cho ông mượn luôn. Mượn đóng hàng chở vô Sài Gòn. Thì ông ấy tên là Vinatech. Anh bắt lại một xíu cái chỗ mà cái sàn giao dịch vận tải, hình như là cho em confirm một xíu là bây giờ nó không còn quốc nữa, đúng không anh? Chân thành mà nói là anh không có follow sát cái cây đấy cho nên anh không biết. Dạ, hồi nãy anh có nhắc đến cái Logivan á, thì khi em tìm hiểu được thì em thấy trên thế giới cũng khá có một số kiểu unicorn nó phát triển về cái mạng này. Em thấy ở trên thế giới kiểu nó khá là tiềm năng, thì em không biết là anh đánh giá là ở thị trường Việt Nam thì cái mạng mà mình làm về sàn giao dịch này nó có tiềm năng không anh? Ở trên thế giới thì ví dụ như nó có một số startup và thành unicorn rồi. Ở Mỹ, ở Trung Quốc thì nó là DD2Sing. Ở Trung Quốc có một cái startup nó hợp nhất của Truck Alliance với một cái công ty đấy được Mang Bang là được SoftBank đầu tư vào là 1,9 tỷ đô. Ở bên châu Âu thì có một startup cũng bật như vậy tên là Saludo. Saludo là được backup bởi DHL. Ở bên Mỹ thì đó là Uber Truck, là Convoy. Có một ông nữa cũng to to kiểu như vậy, MV Truck. Thì thật ra mỗi thị trường nó có đặc thù rất khác nhau nha. Ví dụ ở Mỹ cái chi phí cho cái tài xế nó cao lắm. Nó không giống như tài xế container Việt Nam. Các bạn dùng cái bản đồ Mỹ rất là rộng và kéo xe tải chạy xuyên liên bang, chạy mấy ngày như vậy thì cái công việc nó nặng nhọc và nguy hiểm và ít người làm và chi phí cao. Và cho nên cái nhu cầu về optimize cái chiều rộng về nó rất là cao. Thì cái bạn ở bên Mỹ, sorry anh không, lâu quá không có nhớ tên chính xác, nhưng mà nó họ to lắm, họ gọi được mấy tỷ. Còn Trung Quốc cũng tương tự, cái Mang Bang họ gọi được hình như là đến mấy 200.000 cái xe tải trong cái network của Mang Bang. Việt Nam theo thống kê của số liệu mà Tổng cục Đường bộ là khoảng 1 triệu cái xe tải, 1 triệu. Và cái con số mà khi truyền thông á, thì mọi người cứ nói là 70% xe chạy về là chạy rỗng. Thực ra nó không đúng là vậy này. Trong 1 triệu cái xe tải á, thì tắc phải 60% là xe tải nhẹ. Xe tải nhẹ được định nghĩa là dưới 2 tấn. Xe tải vừa là từ 2 đến 5 tấn. Nặng thì 5 tấn trở lên. Thì cái sự khác biệt nằm liên quan đến ví dụ cấm tải. Cái xe tải lớn thì chi phí nó vận tải nó sẽ rẻ hơn, mà đây chủ yếu là đường trục, đường quốc lộ, tỉnh lộ. Còn xe tải nhỏ thì đi nội thành. Thế thì trong 40% đấy thì nếu mà xe công và xe tải thì chỉ khoảng cách tầm khoảng 100.000 chiếc. Và cái giải quyết cái bài toán mà empty return nó lại là liên quan đến yếu tố cục bộ địa phương. Ví dụ như cái xe mà chạy quay đầu, ví dụ liên tục là từ Bắc Ninh đi Hải Phòng, Hải Phòng Bắc Ninh là cảng kho cảng. Còn cái loại mà chạy Nam Bắc là một loại khác, nó chạy từ địa chỉ chạy liên tỉnh thôi. Thì càng cái độ sâu mà đi vô mà research chi tiết đó, là nó rất khác biệt.
nên khi mà bạn nói lâm xâm là 70% xe tải chạy về chiều rộng, bạn không nói là cái mẫu số đó là trên bao nhiêu chiếc xe. Thế nên người ta cứ assume là 1 triệu xe thì có 70% chạy về, có nghĩa là 700.000. Thì số đấy thật ra là nó không có chính xác. Và câu hỏi là nếu mà nó tiềm năng, nếu nó giải quyết được vấn đề, thì lẽ ra những startup như Logiva, như Loglac đã lớn rồi, đúng không? Tại vì họ gọi được vốn rất nhiều và đủ scale để tăng trưởng. Nhưng cho tới giờ thì cái performance nó không có tạo ra sự khác biệt một cách đột biến. Thế nên là cái từ cái câu chuyện concept cho tới câu chuyện thực tế và giá trị đem lại, nó là một hành trình rất dài. Vâng, vậy thì em có thể hiểu là cái câu trả lời của anh cho cái vấn đề bạn Thủy nêu ấy, thì có phải nó là thứ nhất là do cái số lượng xe tải ở Việt Nam nó chưa có nhiều, cụ thể là xe tải hạng nặng, và chỉ những thằng xe tải hạng nặng thì nó mới cần đến cái giải pháp thị trường này, còn với thằng hàng nhẹ thì đôi khi là không cần, cho nên là vì quy mô quá bé như vậy nên là Logivan thực sự là chưa phát triển. Và dạ, có phải như vậy không? Quân anh chờ anh một giây. Rồi, Quân nói lại với anh nhé. Dạ vâng thưa anh, thì vừa nãy là qua câu trả lời của anh ấy, thì em nhận được hai lý do mà vì sao các cái marketplace của này chưa có phát triển. Thứ nhất là vì là cái số lượng xe tải hàng nặng là những người cần cái marketplace này nó chưa có nhiều tại Việt Nam, cho nên là quy mô không lớn, cho nên mấy thằng công ty không phát triển được. Dạ. Yeah. Cái góc nhìn của em là một góc anh nghĩ là hợp lý, nhưng mà để anh nói thêm là quan điểm Uber á, họ start là từ vận tải hành khách. Hành khách thì nó dễ hiểu và nó tiêu chuẩn, khách chở khách từ điểm A tới điểm B, có người giám sát tự chịu trách nhiệm thì dễ hiểu. Hàng hóa là đối tượng, hàng hóa không phải con người, thì liên quan yếu tố giám sát, liên quan đến bàn giao trách nhiệm thì cái cách handle nó phải khác. Nhưng các bạn starting điều kiện Uber làm được đối với hành khách thì làm được với truck, thật ra câu chuyện nó khác nhau hoàn toàn. Thế thì bản chất của câu chuyện ở đây, chúng ta phân loại khách hàng là ai. Khách hàng chia làm hai nhóm là khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Khách hàng cá nhân mà đi gửi gửi hàng cho một bên trung gian, mà bên trung gian đấy là không chịu được trách nhiệm thì họ không dám giao, mà doanh nghiệp là càng không dám giao. Cho nên chi phí chỉ là một phần của câu chuyện thôi, mà cái quan trọng đằng sau nó là chất lượng, là thời gian giao hàng nè, mất mát hư hỏng đền bù nếu có tai nạn giải quyết được không nè. Nó là một chuỗi yếu tố đi kèm chứ không phải là giá. Nghĩ rằng là vậy cô Phương gọi lại. Thì cái mà người ta nghĩ rằng là startup có thể giải quyết được bài toán về giá là không cover đầy đủ cái phạm trù về mặt dịch vụ logistics. Thế nên là khi mà Logivan ra thì đầu tiên là Logivan đi giải quyết bài toán của chủ hàng cá nhân và chủ xe cá nhân. Và chủ xe cá nhân chứ không phải là của doanh nghiệp. Sau đấy thì họ phải switch qua là cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp. Logivan cũng đi chào giải pháp cho Unilever, cho P&G, cho Pepsi, là những người có cái chủ hàng, có nguồn hàng ổn định. Và cái purpose là cost giảm. Và ngược lại thì sẽ recruit các cái đội xe, các cái chủ xe, số lượng xe ít, từ 3 tới 5 chiếc, cái khả năng negotiation thấp và khả năng chịu được công nợ thấp, thì đó Logivan sẽ add được value ở khúc đó. Cho nên là khi mà mình đi sâu, phải đi sâu vào trong là cụ thể khách hàng nào có nhu cầu và khách hàng nào sẽ chịu trả tiền cho mình. Còn số xe tải nặng hay nhẹ thì đúng là đối với xe tải nặng được lợi thế về sản lượng, thì cái độ nhạy cảm về cái chuyện là xe trống nó cao, và cái chuyện là cái chi phí vận hành nó cao, cho nên nó cần cái chuyện planning kỹ. Còn cái xe tải nhẹ và với khoảng cách gần đó, thì người ta sẽ ưu tiên về chất lượng dịch vụ. Có nghĩa là ví dụ từ Bình Dương chạy về Sài Gòn khoảng cho là 30-40 km thì người ta sẵn sàng chạy xe không về để có được chuyến hàng tiếp theo, chứ người ta không đi tìm cái xe rỗng để chạy quay ngược về Bình Dương. Cho nên cái này phải nhìn được câu chuyện là hàng hóa có đối lưu hai chiều không, hoặc là hàng hóa cái tính cân bằng của luồng đi và luồng về, thì nó mới mapping được cái phần yếu tố vận tải. Thực tế hiện giờ là xe rỗng đối với xe tải nhẹ là có và không giải quyết được, bởi vì người ta thà chạy không về
lấy hàng ở lượt đi tiếp theo, chứ người ta không thể kiếm chờ đợi để kiếm được cái hàng càng có hàng để chạy ngược về cái hướng về phía mà mình cần lấy hàng. Rồi, bạn nào đặt câu hỏi tiếp nào? Dạ, anh ơi, em có thể hỏi một câu cuối về về phần này được không anh? Thấy nói lại gì? Dạ, thì như nãy giờ là nói thì em thấy là hiện tại trên thị trường nó sẽ có hai hướng giải pháp. Cái hướng thứ nhất là cung cấp cái CMS platform cho các doanh nghiệp, là cái hướng mà thấy Smartlock và Abivin đang làm. Cái hướng thứ hai là hướng làm một cái gọi là một cái marketplace, là như kiểu Logivan đang làm. Thì em đang suy nghĩ là mình có cách nào để mình kết hợp cả hai hướng này lại với nhau không? Kiểu có một startup mới nó sẽ kết hợp cả hai hướng này lại với nhau để nó cover hết luôn. Đó. Tháng 8 hả? Tháng khoảng tháng 7 năm 2019 anh có viết một cái nốt, nếu như là anh sẽ hợp nhất ba công ty này lại. Thì chúng ta có được cái thứ mà em mới nói. Smartlock là số 1 về chuyện acquire khách hàng. Khách hàng của Smartlock, khách hàng Smartlock có một cái năng lực đặc biệt, đó là cái đội ngũ mà bán hàng và am hiểu giải pháp, nói được cùng ngôn ngữ với khách hàng. Cho nên là portfolio khách hàng của Smartlock là lớn nhất. Và sản phẩm của khách hàng của Smartlock là gồm có warehouse, vận tải. Nên là gần như rồi đâu cũng có thể trúng được cái nhu cầu khách hàng. Ông thứ hai á, là Logivan á, là khả năng gọi vốn là đứng nhất trong cái mạng LogTech. So far mà anh biết là Logivan gọi được khoảng 7,7 triệu đô. Và ông thứ ba á, là ông có công nghệ AI á, tính là Abivin. Thì tạm gọi ông là dẫn đầu về công nghệ ở thời điểm đấy. Nếu như thời điểm đấy mà ba ông chịu ngồi lại với nhau để hợp nhất, thì nó sẽ ra cái thứ mà em muốn, đó là tối ưu hóa cái chi phí logistics ở cấp độ toàn cục, cấp độ cả nước, thay vì là mỗi ông đang tự phát triển đơn lẻ. Tuy nhiên cái ý kiến mà anh đưa ra thì chỉ là một góc nhìn đứng ngoài thôi, thành ra không đến được với người cần nghe, và không đến được khi mà người ta chưa có tâm thế nghe. Và cho nên tới hiện giờ thì cái sự bùng nổ của mỗi bên nó vẫn chưa có đi đến được cái mức độ mà mỗi người mong muốn. Ở cái chỗ hợp nhất này em hơi thắc mắc một xíu, là em thấy là khi cái TMS là mình hình như là mình sẽ phải kiểu có một phần mềm hay là như nào đó, còn cái tracking platform này nó cũng sẽ là một cái platform khác, thì em không biết là mình có match lại được với nhau không anh? Rồi, ok. Hey, các bạn nhìn phần mềm tạm gọi là một cái cục gọi là hộp đen đi. Cái hộp đen nó chỉ làm nhiệm vụ là nó chuyển hóa các cái nghiệp vụ mà bạn đang làm hàng ngày thành con số. Và nó giúp khi các bạn có những câu hỏi thì cái cục đen đen nó sẽ trả lời cho bạn. Thế các bạn hình dung nhé, đây là kho, phần mềm quản lý kho. Phần mềm quản lý kho nó cho bạn biết là trong kho có hàng gì, và đơn hàng đến thời điểm nào số lượng bao nhiêu, đơn hàng đi ngày nào số lượng bao nhiêu. Đó là kho. Bên này là phần mềm vận tải, phần mềm này nó quản lý đơn hàng theo từng chuyến xe. Nó biết rằng là chuyến xe nào chở hàng gì và đi đâu. Và quan trọng nhất là nó biết chiếc xe nào sẽ rỗng. Thế thì nếu mình khớp được là cái xe rỗng và hướng cái xe rỗng phải đi với cái hàng cần chuyển đi đâu, nối lại được với nhau, thì chúng ta có được một thông tin một cách rất đáng tin cậy. Mình biết rõ ông tài xế đó kinh nghiệm như thế nào, giao hàng đúng giờ như thế nào. Chiếc xe nó quy cách ra sao, và cái nguồn hàng này là nguồn hàng gì, nó phù hợp với chiếc xe nào. Giả sử chúng ta có một khối lượng big data đủ lớn như vậy, thì hệ thống mới làm động tác là nối ông này với ông kia, và nó đưa ra được cái khuyến nghị là chiếc xe nào rỗng thì nên đến kho nào lấy hàng đi, thì lúc đấy là tối ưu hóa nhất. Thì cái phần mềm nó giúp chúng ta lấy được data, và cái platform nó giúp làm động tác matching là chiếc xe rỗng nào với cái nguồn hàng nào. Thì nếu như mà làm được cái bài toán đấy, thì chúng ta hình dung Smartlock có cái cục ở dưới này, Abivin có cái cục Smart, cái cục AI là một cái cục feeder để giúp nó chạy tối ưu hóa, chạy tự động. Còn lại là cái platform thì cái phần của Logivan grab lại thì nó sẽ chạy được. Cái bản chất là dữ liệu giữa các hệ thống là nó trao đổi được với nhau dễ dàng.
hiện giờ thì cái phương thức mà kết nối nó API cho nhau nó rất là nhanh và chi phí nó rất là thấp rồi. Thành ra cái chuyện đó thật ra về mặt kỹ thuật là hoàn toàn khả thi. Rồi, cảm ơn anh. Ví dụ như bây giờ mà em làm startup về mạng này thì có được không anh? How to say nhỉ? Cần quan sát và chọn lựa thôi em. Thứ nhất là startup là theo anh là tốt và nên trải nghiệm, nên thử. Nhưng mà làm gì thì quan sát kỹ trước khi làm để đỡ mất công fail rồi lại làm tiếp. Fail cũng tốt nha, fail không có cái gì phải xấu hổ ở đây hết. Và các bạn có một cái quyền, có quyền tự do để thực hiện. Dạ, ý em là về mạng gọi là tiềm năng của cái vụ kết hợp ba này à? Cũng căng lắm. Nếu mà làm, nó là cái thứ challenge, chứ không dễ. Tức là căng về mặt kiểu... năng lực thực thi. Dạ. Rồi, anh mời bạn ngài Ngô Hà Giao ha. Vâng, em chào anh ạ. Thì em có câu hỏi như sau. Thì hiện tại em là sinh viên năm 3 và em cũng mong muốn tìm kiếm một công việc thực tập hoặc là part-time liên quan đến logistics và supply chain để mà kiểu mình thực tế, mình trải nghiệm thực tế với nghề hơn. Nhưng mà thông thường các công việc thực tập thường người ta sẽ yêu cầu là phải làm full-time. Nhưng mà em còn đi học thì kiểu... khó mà đáp ứng được cái thời gian được. Còn công việc part time á thì em đã thử tìm rồi nhưng mà cái số lượng công việc part time trong cái lĩnh vực này nó rất là ít. Thì câu hỏi em đặt ra là thì ngoài cái việc đi thực tập hoặc là part time ở cái mạng logistics supply chain này á thì có cách nào khác mà mình có thể làm để mà mình vẫn có được những cái kiến thức kỹ năng tương tự như việc đi làm thực tập đi thực tập hoặc là part time không? Em cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn Giao. Câu hỏi này rất thực tế. Thì có mấy cái chúng ta phải làm rất rõ ha các bạn. Chúng ta có nhu cầu trải nghiệm và thời gian các bạn chỉ có ví dụ cùng lắm nửa ngày cho cái công việc thực tập thôi. Thế thì bên phía nhà tuyển dụng á, thật ra nó có rất nhiều thứ vô lý đang tồn tại và không ai challenge nó. Anh ví dụ nhé, nhà trường bắt sinh viên đi làm thực tập, làm luận văn và yêu cầu, một trong những yêu cầu là lấy báo cáo tài chính của công ty trong vòng 3 năm gần nhất. Anh nói thật, anh chửi dịch mẹ ngu thế. Không có một doanh nghiệp nào mà sẵn lòng làm cái câu chuyện đấy. Bởi vì trừ khi là họ là doanh nghiệp niêm yết thì các bạn có thể lấy thông tin một cách nó chính thống. Còn không ai đưa cái thông tin đó cho các bạn. Mà anh không hiểu sao nhà trường vẫn còn tồn tại những cái quy định nó rất là bullshit như vậy. Thì cái quy định mà công ty yêu cầu thực tập mà full time cũng bullshit luôn. Bởi vì thực tế là các bạn sinh viên cần thời gian để đi học và họ cần quan sát hơn là bắt họ làm việc. Nên nếu là sinh viên kêu vô thực tập mà bảo full time là địt mẹ nói là đi lợi dụng sức lao động của sinh viên. Và điều đó anh hoàn toàn không đồng ý. Em là sinh viên và em có giá trị của em. Cho nên nếu như mà đưa ra yêu cầu, em nói bỏ qua, cái đó không phải là người đáng để em làm việc. Cái bạn nhân sự, bạn post những cái requirement như vậy thì trừ khi ai đó có khả năng làm được điều đó. Còn nếu như bạn có chọn lựa, bạn đừng chọn. Vì nó cuối cùng á, giá trị nó chỉ tồn tại khi nó hài hòa giữa hai bên. Còn nếu như không thì bạn vô rồi bạn sẽ phải hy sinh một cái gì đấy. Chứ bạn không thể nào bạn bảo là tôi đi thực tập, tôi muốn đạt được điều A mà công ty bắt bạn làm điều B và cuối cùng bạn thấy nó không có match và cuối cùng vấn đề không được giải quyết. Nhưng thực tế thì nó vẫn đang tồn tại đúng như những gì Giao nói. Và cái giải pháp mà theo anh là hãy đưa ra cái vấn đề tôi cần thực tập và quỹ thời gian của tôi 3 tiếng một ngày, 4 tiếng một ngày. Có anh chị nào cần không? Thì anh không biết là cái thứ đó có hay không, nhưng mà ở góc độ của anh thì anh có thể giúp cho các bạn có được cái công việc thực tập theo cái mong muốn đó của các bạn. Bằng cái sự kết nối của anh đến các doanh nghiệp thì anh là người đặt ra vấn đề đấy từ đầu.
Bởi vì thường khi mà các bạn sinh viên đi thực tập, các bạn đang ở tâm thế của kẻ xin và người ta cho. Trong khi các bạn phải ý thức các bạn đang quan sát nhưng mà có tạo ra giá trị. Bởi vì các bạn có một cái đôi mắt rất là fresh, một cái góc nhìn rất là rộng. Thì cái quan sát của bạn giúp cho doanh nghiệp nhận ra những điểm mù mà họ không nhìn thấy, hoặc có thể chưa để tâm đến trong chuyện giải quyết. Và nếu như các bạn có thể đề xuất giải pháp, bạn đang tạo ra giá trị. Cho nên đây là một cái quan hệ rất sòng phẳng, không phải là một quan hệ xin cho. Nhưng theo cái thói, cái kiểu mà truyền thống trước giờ thì nghĩ rằng đó là một cái chuyện ban ơn. Cho nên các bạn nên định vị lại. Và anh tin rằng rất nhiều doanh nghiệp thật sự ha, bắt các bạn ngồi 8 tiếng full time ở một công ty và bắt các bạn tạo ra giá trị. Thật ra cái thời gian tạo ra giá trị nó chỉ 1-2 tiếng thôi. Phần còn lại bắt bưng bê trà nước, làm những việc vặt, làm những thứ không có giá trị và còn mang tiếng còn này kia, thì nó không add value cho cả hai và nó tạo ra cho các bạn một cái trải nghiệm xấu về câu chuyện thực tập. Mình quay lại cái phần giá trị để mình nói đố các bạn một chai nước. Một chai nước suối thì giá nhiêu? Dạ, thông thường một chai nước suối thì nó chỉ có giá khoảng 5-6 nghìn thôi ạ. Nếu một chai nước suối 100 nghìn bạn có mua không? Em sẽ không mua. Một chai nước suối 1 triệu bạn có mua không? Không. So, đây là sự thật nha. Chai nước suối được sản xuất nó khoảng 1.500. Được bán ở tiệm bán lẻ khoảng từ 4-5 ngàn. Nếu bỏ trong cái tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven thì nó bán khoảng 10 ngàn. Nếu vô một cái quán cà phê Starbucks thì nó khoảng 40 ngàn. Nếu bạn lên tòa nhà lên mặt 81 và uống cà phê ở tầng 76, nó khoảng 100-120 ngàn. Và nếu như các bạn ở trong sa mạc một ngày và giờ tôi bán chai nước đó cho bạn, thì bạn mua chai nước đó giá bao nhiêu? Các bạn hình dung câu chuyện là về giá trị sản xuất nó cũng chỉ có 1.500 đồng. Nhưng vấn đề là bán cho ai và bán khi nào. Và bắt các bạn chọn. Tại vì hình dung thời gian của các bạn chính là cái hàng mà bạn bán ra. Bạn bỏ công, bạn bỏ sức, bạn bỏ tâm lực, bạn bỏ hình ảnh, bạn bỏ thời gian ra. Thế bạn muốn bán giá bao nhiêu? Thì bạn cần hiểu thị trường sẵn lòng chấp nhận trả giá bao nhiêu. Các bạn hình dung không? Cho nên nếu như trong đầu chúng ta thường bị đóng khung bởi câu chuyện là một chai nước suối 5 ngàn, 10 ngàn em không mua. Đúng không? Và chúng ta bị lóc cái mai và cái mai. Và như vậy các bạn đi vào một con đường giống con ngựa, chỉ thấy có một đường nó chỉ đi thẳng. Nếu như các bạn nhìn thấy rõ được cơ hội, các bạn sẽ định vị được mình biết mình phải bán cho ai trả cho mình giá cao nhất. Chứ không phải bán cho ai trả ngay cho mình cái giá mà mình vả quá ai cũng được. Các bạn hình dung không? Thế nên là cái câu chuyện thực tập cũng vậy. Nếu các bạn biết được chỗ mà người ta sẵn lòng trả tiền, trả lương và người ta happy với cái chuyện đấy, bản thân bạn cũng sẽ thấy happy và bạn sẽ cảm thấy tự hào. Tôi không vô đây đi xin. Tôi không vô đây để đi làm nghiệp ở hay ô xin. Tôi vô đây để tôi quan sát và tôi đưa ra khuyến nghị. Thế nên cái mà anh gặp rất nhiều bạn sinh viên đang gặp một vấn đề, đó là khi các bạn đến với một công ty, các bạn mặc đồng phục sinh viên, áo trắng, các bạn tay rất là khúng núm, các bạn thái độ rất là lễ phép. Nó không phải là một sự bình đẳng. Các bạn đang đi trao đổi về mặt giá trị. Không ai bắt mình phải làm cái chuyện đấy. Anh khuyến khích nếu như mà là mentor của anh ấy, các bạn phải dress up theo level mà các bạn định vị bản thân. Tôi xứng đáng là một người lương 20 triệu, thu nhập 20 triệu. Tôi có quyền mặc vest, tôi mặc một bộ đồ đẹp, túi xách đẹp. Và tâm thế của tôi, mặc dù level tôi là sinh viên mới ra trường,
nhưng định vị bản thân nó rất quan trọng. Và nếu các bạn đủ năng lực, không ai giới hạn các bạn về chuyện là bạn chỉ được làm cái mức lương của sinh viên mới ra trường là 8 triệu. Các bạn hiểu không? Cho nên là cái sự lễ phép hay gì đó, anh nói thiệt là vì nó là một cái truyền thống giáo dục từ trước đến giờ. Và nó trói buộc con người ta vô cái chuyện là vâng lời, cái chuyện là đi theo khuôn khổ, nhưng nó không hướng người ta đến việc là nhận ra giá trị đúng mình có thể tạo ra là gì. Vậy bạn có hai chọn lựa, follower hay là leader. Và bởi vì cái mục tiêu cuối cùng mà anh muốn các bạn là các bạn dẹp bỏ hai chữ là hoang mang, và các bạn trang bị cho mình hai chữ đó là tự tin. Ở đây tự tin nó không hề thái quá. Thế nào là tự tin thái quá? Tự tin thái quá là làm tin cho một thứ mà nó viển vông. Mình sẽ ví dụ cho các bạn. Các bạn biết tiếng Anh đúng không? Đo bằng chứng chỉ TOEIC. Các bạn có thể nói được các vấn đề về xu hướng công nghệ logistics. Các bạn đọc các báo cáo của DHL, Trend Radar Research. Các bạn nắm bắt được những xu hướng về mặt quản trị logistics. Các bạn trước khi vô công ty, các bạn đã biết công ty này nó sẽ gặp vấn đề gì, và các bạn biết trước luôn là các bạn nên nói gì để có được một cái sự chú ý. Các bạn có một cái năng lực về trẻ trung, các bạn có rất nhiều thế mạnh. Tại sao mình không chuẩn bị sẵn? Và tâm thế của mình khi nói chuyện với nhà tuyển dụng là tâm thế của một người tôi đến đây và tôi thích cái tầm nhìn, cái văn hóa của công ty, và tôi đến đây để đóng góp giá trị cho công ty. Thì cái tâm thế của bạn nó sẽ khác. Và giá trị mình tin rằng theo thời gian nó sẽ được chứng minh thôi. Đó là cái mình muốn các bạn hướng tới. Rồi, câu hỏi tiếp theo. À, ok, mình có một số câu hỏi trong ô chat, mình sẽ đọc ở đây luôn nha các bạn. Ưu tiên cho các câu hỏi cũ ha. Em là sinh viên năm 3 và mong muốn công việc thực tế, thực nghiệp part-time, nhưng lĩnh vực này khó tìm kiếm. Ok, à câu đó mình mới trả lời rồi. Và câu hỏi tiếp theo là chúng ta tìm việc này ở đâu? Thì thật ra là vì cái truyền thống từ trước đến giờ nó đang như vậy, thì cái khả năng tìm kiếm cái thứ mới nó khó. Vậy thì mình sẽ đứng ra mình làm cầu nối cho các bạn có nhu cầu về thực tập, cụ thể là làm việc trong lĩnh vực mà các bạn quan tâm luôn. Thì với cái network mình có thể giới thiệu các bạn, và mình sẽ yêu cầu cái nhà tuyển dụng nếu nhận các cái bạn này mà mình có hướng dẫn thì đề nghị có trả lương đàng hoàng. Không có cái chuyện mà bóc lột sức lao động sinh viên. À. Anh ơi, anh có làm qua nhiều công ty về logistics rồi, vậy anh thấy logistics có gì hay vậy? Và cơ hội kiếm tiền nằm ở đâu? Ok. Công ty, cái hoạt động logistics nó được mô tả nôm na là vậy. Hoạt động logistics là nếu các bạn làm đúng, các bạn được kỳ vọng để làm cho nó không sai. Làm đúng là chuyện hiển nhiên, nhưng mà nếu sai là có vấn đề và hậu quả vô cùng to lớn. Đối với logistics, các bạn hình dung cái chuỗi mà luồng di chuyển của hàng hóa rồi về đến Việt Nam, rồi qua cửa hải quan, rồi trucking về nó trải qua tay của rất nhiều người và rất nhiều rủi ro. Và chỉ cần sai một bước trong đấy thì trouble xảy ra. Ví dụ delay hàng, hư hỏng hàng, mất mát hàng. Cái thiệt hại của nó là vô cùng lớn nha. Các bạn hình dung một cái chuyến hàng về á, nhìn đơn giản nó về trễ vậy á, và nó ảnh hưởng nguyên một cái dây chuyền. Ví dụ một cái chiếc ô tô á, nó có khoảng 20.000 cái món linh kiện cần nối kết lại nhau ra một chiếc ô tô, mà thiếu cái món thứ 19.999 thì cái ô tô nó không thành. Cho nên đó là cái vai trò quan trọng của logistics là vậy. Nếu như mà nó không thành thì ảnh hưởng nguyên cái kết quả là không bán được chiếc xe đó, và hậu quả thì vô cùng to lớn, đúng không nào? Thế nên là cái công việc logistics nó hay ở chỗ là nó cho mình một cái view xuyên suốt của cái luồng hàng hóa. Khi bạn làm logistics, bạn phải nhìn sau lưng bạn là ai, trước mặt bạn là ai, bạn nhìn các cái đối tác làm chung với bạn là ai, mọi người nó vận hành nó như thế nào, khả năng tư duy tưởng tượng hình dung những rủi ro và đưa ra những kịch bản, khả năng giải quyết vấn đề, bởi vì vấn đề luôn luôn xảy ra. Vậy thì cơ hội kiếm tiền
nằm ở đâu? Cơ hội kiếm tiền nằm ở chỗ mà chưa ai làm, ít ai làm được. Ví dụ, các bạn làm về, này nói thực tế nha. Thực tế đôi khi nó sẽ không giống trong sách vở. Trong ngành này các bạn biết những cái người nào là giàu không? Những giàu thì có là các bạn làm sale cho hãng tàu, các bạn làm thủ tục hải quan, các bạn làm về mua hàng, các bạn mà ở những cái area đó thì các bạn có cơ hội nhiều tiền, bởi vì những khu vực đấy là toàn là những khu vực nhạy cảm. À, nếu như bạn hỏi về yếu tố liên quan tới tiền, còn muốn biết cụ thể nào thì hỏi riêng. Rồi, ok, câu hỏi tiếp theo. Giá phụ thuộc hoàn cảnh người mua và đồng ý. Rồi, em là sinh viên năm 2 ngành luật thương mại quốc tế. Chương trình thì có các môn về Incoterm, WTO liên quan import-export. Nhưng để làm việc ngành logistics thì khá trái ngành, vì ngành thì liên quan luật lại sao chuẩn bị cho ngành học này. Sinh viên du học master ngành logistics có lợi thế gì? Rồi, ok. Thật ra ha, cái được gọi là môn học logistics, vì logistics nó quá rộng, nó dính một cái chuỗi nhiều nghiệp vụ lắm, và không ai có thể master tất cả nghiệp vụ, cho nên thường người ta sẽ chọn một cái lĩnh vực trong đấy. Ví dụ lĩnh vực liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu là một cái career, lĩnh vực liên quan đến quản lý kho một career, lĩnh vực điều phối vận tải, hoặc là một cái lĩnh vực liên quan đến xử lý hợp đồng, quản lý mua hàng. Thế thì cái may của nó là các bạn không cần một cái kỹ năng chuyên môn nào đặc biệt hết trơn. Nó thuộc về nhóm general knowledge. Nó khác specialist. Specialist là ví dụ như các bạn là kiến trúc sư, là bác sĩ, là y sĩ, là luật sư, thì nó là đi theo cái ngành dọc về mặt công việc. Logistics nó đòi hỏi như là communication, logical thinking. Thế thì cái việc mà học các cái môn về luật trong tập quán thương mại quốc tế thì nó support cho chuyện documentation, chuyện là thương lượng, thì nó đều, các bạn đều có thể làm được ở trong các lĩnh vực liên quan đến mua hàng này, liên quan đến chuyên viên luật ở trong công ty này. Các bạn có thể thật ra nó không có giới hạn ở chuyện phát triển của bạn đâu, và nó cũng không trái ngành đâu. Ngành nào nó cũng cần luật, tại luật đi theo đặc thù của ngành. Nếu các bạn đi sâu vô, nó nhiều chi nhánh ở trong lắm. Luật liên quan đến hàng hải, liên quan đến thiết bị tàu thuyền, liên quan đến xây dựng, liên quan đến bán hàng, liên quan đến thương mại. Rồi, sinh viên du học ngành master lợi thế gì so với những bạn học trong nước? Thật ra nếu mà học master về logistics thì các bạn vẫn có những cơ hội nhất định. Các bạn làm được ở cấp độ quản lý, các bạn làm được những cái phần mà phải phân tích và ra quyết định nhiều, và các cái đơn vị nước ngoài họ sẽ respect cái người Việt mình có cái khả năng đấy, thì mình nghĩ sẽ lợi thế khi làm việc với các cái tập đoàn nước ngoài. Em sẽ du học ở Anh, việc chọn học ngành học nào để phù hợp kinh tế Việt Nam? Thực ra nếu như bạn đi học ở nước ngoài, lời khuyên của mình là bạn nên làm ở nước ngoài, bạn đừng về Việt Nam hoặc là ở Việt Nam đó. Tại vì này, bản chất cái công việc logistics không phải là công việc khó để nó đòi hỏi một cái trình độ cao, và cái việc phần lớn hiện nay là được đào tạo trên công việc chứ không phải là nó nằm ở trên cái thuộc về cái yếu tố học ở nước ngoài hay không. Ví dụ những món Việt Nam có ít khó và mới, ví dụ như tài chính, ví dụ như marketing, thì cái kiến thức đấy nó có thể nó có liên quan, nhưng mà còn cái món logistics thì cho tới giờ anh thấy là nghề dạy nghề là chính. Cho nên nếu bạn học thì nó cũng trang bị cho bạn một cái kiến thức nền tảng thôi, nhưng còn lợi thế hay không thì bạn đang tích lũy kinh nghiệm từ nước ngoài, sau đấy hãy về, chứ đừng về vội. Về vội các bạn cũng sẽ bị đối xử như những bạn bình thường học đại học ở đây xin việc, thế thì không nên. Bạn Nguyễn Tấn Sơn hỏi là sinh viên ra trường ngành này vị trí phù hợp để bắt đầu là vị trí nào, lộ trình thăng tiến. Nếu mà các bạn đọc một cái tài liệu của BCG phân tích về ngành logistics thì các bạn thấy nó là một cái chuỗi đi theo cái hàng hóa thôi. Nó liên quan từ cái đầu mua hàng,
cái đầu vận tải thì nó rộng ra vận tải bộ, vận tải biển, vận tải hàng không, rồi qua thủ tục xuất nhập khẩu, sau tới quản lý trung tâm phân phối, sau đó là quản lý giao hàng chặng cuối, rồi liên quan tới customer service. Và nó không có cái lộ trình thăng tiến ở ở cái ngành đâu, mà nó là theo từng công ty. Ví dụ bạn vô công ty Procter & Gamble thì có cái lộ trình nó sẽ rõ ràng, vì có các cái phòng ban, cái cấu trúc sơ đồ tổ chức nó rõ ràng. Nếu bạn bắt đầu từ warehouse, bạn có thể lên làm team leader, bạn có thể làm warehouse manager. Warehouse manager bạn có thể chuyển sang là làm planning, rồi chuyển sang procurement khi bạn gọi là luân chuyển trong công việc bên trong. Nhưng mà các bạn ở thời điểm này thì không cần quan tâm lắm về cái hai chữ gọi là lộ trình thăng tiến. Bởi vì lộ trình thăng tiến sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công ty nào họ nhận bạn vô và năng lực bạn đến đâu. Ha. Cho nên nó không ai đi vẽ ra được cái bức tranh mà bạn nói. Em muốn hỏi anh về chuyên viên thu mua cần có những khả năng gì và lộ trình thăng tiến như thế nào? Chuyên viên thu mua cần những ngày chuyên viên thu mua thì nó những cần những khả năng sau đây, tức là khả năng hiểu về cái gọi là process, ví dụ như liên quan tới sản xuất, liên quan tới vận hành, là các bạn phải hiểu input là gì, cái key factor là gì và cái output là gì. Và thứ hai là khả năng thương lượng, thứ ba là khả năng giao tiếp, thứ tư là khả năng tính toán. Nó không cần, cái kỹ năng của chuyên viên thu mua nó không cần quá phức tạp, phần lớn các bạn đều có thể start được cái ra trường ở vị trí này, và các bạn chỉ có chịu khó thôi. Rồi ok, hết câu hỏi ở trên table chat, giờ bạn nào muốn hỏi tiếp thì chúng ta giơ tay ha. Anh cho em hỏi là nếu là anh thì anh sẽ chọn thực tập ở vị trí nào để kiểu có thể nắm bắt được có cái góc nhìn về ngành logistics nó toàn diện nhất, và anh sẽ thường ưu tiên thực tập ở những công ty nào nếu là anh? Nếu được chọn lựa thì mình nghĩ là các bạn nên thực tập ở các tập đoàn, ví dụ như Procter & Gamble, Unilever. Lý do là khi mà các bạn vô trong đấy, các bạn sẽ thấy hệ thống quy trình bài bản, chỉnh chu, dễ hiểu và toàn diện. Các bạn sẽ thấy được nguyên cái luồng di chuyển hàng hóa từ trạng thái sơ khai của nguyên vật liệu tới thành phẩm ra ngoài thị trường và thu hồi về như thế nào luôn. Thì cái đấy nó cho bạn một cái cảm nhận và một cái nền tảng các bạn nhận biết được, và nó giúp ích cho các bạn khi các bạn đi làm là sống ở các cái môi trường khác, các cái nó là chỉ là những cái biến thể nhỏ hơn, những cái phiên bản nhỏ hơn mà các tập đoàn họ đã xây dựng qua cả trăm năm. Đó là lời khuyên của anh. Và khi thực tập thì cái đơn vị thực tập hay hỏi bạn này, bạn muốn thực tập về phòng ban chuyên môn nào, trong khi sinh viên thì được đào tạo để làm nhà quản trị, nghĩa là cái góc nhìn rất rộng. Thành ra nó luôn một cái độ vênh rất lớn, là người ta muốn nhét bạn vào một cái cục cụ thể. Còn bạn thì muốn đứng ngoài và nhìn được một cái bức tranh lớn hơn, đúng không? Thì cái kỹ thuật đó là bạn chỉ có xin vô một cái chỗ, một cái công việc thì cụ thể, nhưng mà ngồi phỏng vấn, nói chuyện, tranh thủ nói chuyện, tìm hiểu thông tin với các bộ phận khác để tự mình vẽ ra được cái bức tranh đó trong đầu mình. Vì ở ngồi ở các tập đoàn thì phải ngồi đến cái cấp trưởng phòng hoặc cấp mà quản lý nguyên một cái department mới có được cái view đó. Chứ bạn mà xin thực tập ở kho thì các bạn sẽ xuống ở dưới kho, các bạn vận hành những thứ cụ thể ở trong kho. Nhưng khi mà chúng ta thấy đối với một cánh rừng, bạn nhìn thấy được một cái lá thì bạn không nhìn được cả cánh rừng. Mà đầu tiên thì mình vẫn nghĩ là các bạn nên nhìn trước cả cánh rừng nó có cái gì, khu vực nào, cây gì, lá là sao, thì sau đó mới vô chi tiết zoom vô là cái lá này màu sắc rồi gân rồi bố trí của nó như thế nào. Cái thực tập là nó người ta cho bạn coi cái lá chứ không cho coi cả cánh rừng. Rồi ok, tiếp.
Dạ anh ơi, với cái ý kiến mà anh vừa nói á, thì em có từng nghe á, là khi mình thực tập tại các công ty đa quốc gia á, thì mình sẽ chỉ có thể chuyên ở một mảng, làm việc ở một phòng ban nhất định thôi, tại vì công ty nó khá là lớn, nó khá là đa dạng á. Chứ em không kể đến cái chương trình MT hay training gì đó ha. Còn ở công ty khởi nghiệp á, thì mình sẽ có cơ hội là lúc làm việc, mình sẽ có cơ hội là mình làm ở phòng ban này nhưng mà mình vẫn có thể nhìn được cái process tổng thể của công ty á. Thì nó trái ngược lại với ý kiến của anh, thì không biết anh có suy nghĩ về cái quan điểm này Rồi ạ? rồi ok. Thật ra nó không trái đâu Hà, nó là hai góc nhìn khác nhau. Môi trường làm việc corporate ấy, là nó đã định hình, nó quy quy trình bằng văn bản rõ ràng và cụ thể, thì các bạn vô các cái tập đoàn lớn thì các bạn được học cái đó. Mặc dù các bạn ở trong một cái hồ lớn nhưng các bạn là một con cá rất nhỏ. Còn ở trong công ty startup thì công ty thì rất nhỏ, nhưng và nhờ vậy mà các bạn có thể va chạm trực tiếp với rất nhiều vấn đề lớn, từ cả đầu bán hàng rồi tới sản xuất kinh doanh rồi tới mua hàng. Thành ra là bạn muốn làm con cá lớn trong hồ nhỏ hay con cá nhỏ trong hồ lớn mà thôi. Còn văn hóa của hai bên nó rất là khác nhau. Thành ra thực tập tại các công ty startup cũng là một hướng, và nó cũng cho bạn được một cái góc nhìn là ở công ty startup nó có cái gì. Nó chính là một cái tập đoàn thu nhỏ và ở trạng thái sơ khai. Trạng thái sơ khai được hiểu nôm na là nó chưa trưởng thành và nó thiếu rất nhiều, thiếu quy trình và mọi thứ chỉ là giao tiếp miệng và nói chuyện bằng concept. Người ta đâu có thời gian người ta làm ra quy trình bài bản trình bày đầy đủ rõ ràng đâu. Cho nên là bạn sẽ phải kết hợp với sự tưởng tượng của mình để hình dung ra được bức tranh. Tiếp Dạ nào. vâng, em cảm ơn anh ạ. À, mình đọc tiếp câu hỏi nha của bạn Phùng Như Hảo. Hiện tại em chưa có định hướng cụ thể theo logistics hay marketing, tuy nhiên sau này em muốn start up kinh doanh giáo dục, thì cho em hỏi là kiến thức logistics có hữu ích như thế nào trong start up kinh doanh giáo dục? Ok, logistics, kiến thức logistics nó cho bạn hiểu về chuỗi, về cái tính logic, giải bài toán liên quan tới rất nhiều yếu tố ràng buộc gọi là constraint, và nó là thuộc về kiến thức nền, có nghĩa là kiến thức cơ bản mọi người nên có. Còn startup kinh doanh giáo dục thì liên quan tới dịch vụ, liên quan đến sự tương tác giữa con người, thì nó không có mâu thuẫn như thế nào, còn hữu ích như thế nào thì cái người mà làm hiểu về logistics, tư duy logic thì sắp xếp công việc nó rõ ràng mạch lạc, follow up nó chặt chẽ nghiêm túc, thì những cái phẩm chất đó nó tốt cho cái chuyện là bạn làm startup, không chỉ là giáo dục mà cả các hoạt động kinh doanh khác. Ha, Hảo ha. Rồi, bạn Giao. Rồi câu này đã trả lời của Hà rồi ha. Rồi. Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là các bạn. Dạ anh ơi, anh cho em hỏi à. Ừ. Dạ vâng, thì đứng dưới cái góc độ là của một người mentor á, thì đâu sẽ là cái chân dung của một mentee lý tưởng à đối với anh? Wow, exciting. Thật ra nó có cái câu ngược lại là khi người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Có nghĩa là nó phụ thuộc do cái người người đi tìm chứ không phải là cái ông thầy đâu. Vậy thì cái đối với anh, cá nhân anh, nếu mà một mentee lý tưởng là một mentee đang hoang mang và đang có một cái quyết tâm và thật ra anh chỉ cần hai yếu tố đó, những yếu tố khác không quan trọng. Cái sự hoang mang á, là vì bạn không có định hướng, thì cái mình có thể giúp, vì vậy là mình là phần bù mà, mình bù cho bạn nhưng mình biết cái bạn hoang mang thì mình chỉ giúp cho bạn là rõ về mặt định hướng, nhưng rõ về định hướng nó không giúp bạn đi đến kết quả, mà cái thứ còn lại đó là ý chí. Bạn có kỷ luật với bản thân không? Bạn có thức dậy mỗi ngày 5 giờ sáng tập thể dục? Bạn có duy trì các cái thói quen tốt, uống nước đầy đủ, tập thể dục, gặp gỡ vui tươi,
sống với sự biết ơn, bạn có làm, có duy trì được cái trạng thái đó không, gặp gỡ những người để mở rộng vùng ảnh hưởng, vùng giao tiếp. Thì cái yếu tố đó nó các bạn bị vướng một yếu tố, không phải lỗi của các bạn, đó là lỗi của thời cuộc, lỗi vào cái năm mà bạn sinh ra. Thế thì mình quay lại, mình năm mình nói một tí ha. Nếu mà nói về lịch sử Việt Nam theo cái dòng thời gian như vậy, chúng ta thấy năm 75 đất nước thống nhất, xong rồi chúng ta đi như vậy, năm 86 đại hội 6 đổi mới tư duy, thì đến năm 95 Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, năm 95 Việt Nam gia nhập ASEAN, năm 95 là năm mà các tập đoàn đa quốc gia đổ bộ vào Việt Nam, gồm Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, vân vân và vân vân. Sự phát triển đã tiếp tục đến năm 2007 khi Việt Nam gia nhập WTO. Chúng ta đang trong đà tăng 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 tăng. 2008 chúng ta bị vướng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên quá trình tăng trưởng có chậm đi một tí, nhưng cơ bản Việt Nam vẫn là đang tăng. Và 2008 trở đi chứng kiến làn sóng đầu tư của nhóm nhà đầu tư Nhật và Hàn Quốc. Đến 2016, Việt Nam ở một vị thế mới, chúng ta gia nhập CPTPP. Thương chiến của Mỹ với Trung Quốc tạo nhiều thuận lợi cho Việt Nam. Xu hướng mà việc dịch chuyển từ Trung Quốc, sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi cho tới giờ, nó là bối cảnh của Covid, thì các bạn sinh ra khoảng 99-2000, khi các bạn sinh ra là các bạn 6-7 tuổi các bạn đã biết Internet, 8-10 tuổi các bạn đã biết cầm điện thoại di động, 15 tuổi các bạn đã biết Tinder, 20 tuổi là các bạn đã biết social network, các bạn biết TikTok, các bạn tiếp xúc với tiếng Anh, tiếp xúc với K-pop, về rap, ABC. Thì nó lại là ngược lại, là các bạn không được rèn luyện về mặt ý chí. Các bạn là những người phần lớn sẽ không được tự lái xe đi học, tự đi bộ đi học, tự đạp xe đạp đi học. Các bạn không phải làm việc nhà, các bạn không phải đi nấu ăn cho gia đình, phụ rửa chén, lau dọn nhà cửa, chăm sóc em, phụ giúp cha mẹ. Mình nói phần lớn nha, không nói tất cả, nhưng phần lớn các bạn đang sinh ra trong một cái giai đoạn mà đất nước đang rất ổn về mặt kinh tế. Và khi các bạn chưa được trau dồi qua về mặt thử thách thì nó rất giống câu chuyện của con nhộng. Cái vòng đời của con nhộng đó là khi mà từ con nhộng nở ra để trở thành một con bướm đẹp, nó là một quá trình chòi đạp rất rất dữ dội ở bên trong cái kén. Nhưng mà nếu như mà vì thương con nhộng nó cứ chòi đạp hoài mà nó chưa ra được á, cái ông mà nhà khoa học ông lấy kéo ông cắt cái một phần cái kén để cho nó dễ chui ra, thì cái con nhộng nó mà chui ra là nó trở thành một con bướm bị còi cọc, cái cánh nó không mọc được và nó sẽ bị tàn tật cả đời. Còn cái con mà nó đủ chòi đạp trong triết học đó, người ta gọi là tích lũy đủ lâu về lượng đó, thì nó dẫn đến thay đổi về chất. Bạn chỉ có thể chuyển hóa được cái trạng thái chất của mình khi bạn tích lũy đủ đâu đủ cái áp lực, giống như không có áp lực không có kim cương vậy đó. Thì cái thứ bạn thiếu đó là áp lực, và nó là cái thứ mà mình tin do không phải lỗi của bạn, nhưng nó sẽ hạn chế sự phát triển của các bạn so với thế hệ Gen X. Các bạn là Gen Z đúng không? Mình là Gen X, có Gen Y chứ, Gen Y, các bạn là Gen Z. Thì đó chính là khoảng cách thế hệ. Các bạn nghiệm thử coi có đúng không ha. Một trong những đặc điểm mà Gen Z là dễ bỏ cuộc. Cái tính định hướng thường sẽ rất hoang mang, sẽ là cái tính cầu toàn, thích hình ảnh nó phải rất là đẹp, hấp dẫn, đúng không? Nó là những thứ mà nó bị thiếu một cái lõi ở bên trong, nó là nội lực. Rồi
Nếu mà chưa có câu hỏi thêm, mình đặt câu hỏi của bạn Võ Kim Ngân. Em là một người khá hướng ngoại và không thích bị bó buộc như kiểu làm việc quy trình cụ thể và giấy tờ dễ làm em nhàm chán, thì không biết vị trí nào có thể phù hợp để có thể em thoải mái sáng tạo. Ở logistics nó công việc nào cũng vậy, nó sẽ có một cái công việc gọi là cải tiến. Cải tiến là em vô em quan sát, em thấy sự nhàm chán và em thay đổi nó thì gọi là cải tiến. Nhưng mà để làm được cải tiến thì em phải tích lũy đủ kinh nghiệm, quan sát đủ những cái gọi là pain point hay những cái điểm mà nó điểm nghẽn, điểm đau khổ, điểm rất là không thoải mái trong công việc thì em mới làm được công tác cải tiến. Cho nên nếu như mà em có định hướng thấy cái được cái ưu điểm của mình á, thì nó vẫn có cái công việc để phù hợp cái yêu cầu của mình. Rồi Lê Mỹ Uyên, bạn hỏi là em không học chuyên ngành logistics nên em muốn hỏi là bổ sung kiến thức về kỹ năng chính là nào ở đâu để có thể nổi bật so với ứng viên khác. Thật ra mình học ngành quản lý công nghiệp nó cũng chung chung giống bản trị kinh doanh vậy, nó không có liên quan gì đến chữ logistics. Ra trường thì chỉ có đời đưa đẩy thôi, mà sau này mới sâu chuỗi là câu chuyện mà biết cái thứ nó gọi là logistics. Cho nên cái chuyện mà rất nhiều khoa đặt tên là mình là khoa logistics thật ra là nó cũng theo mình nó cũng không đúng bản chất đâu. Và nó là theo trend thôi. Và nó nên bạn không có cần phải ngại là không học kiến thức bài bản logistics có làm được việc logistics theo. Mình nghĩ là nó dễ bởi vì logistics là công việc general. General có nghĩa là quan sát học copy là làm được. Nó không quá gì phức tạp chứ. Ha. Và để nổi bật ứng viên khác, good, câu hỏi như tốt đó là sự cạnh tranh là cần thiết. Và các bạn biết Ronaldo vì sao Ronaldo nổi bật so với các cầu thủ khác, đó là sự focus, kỷ luật với bản thân. Nếu chỉ cần bạn cố gắng mỗi ngày, bạn nghĩ ngợi về cái nghề này, bạn trau dồi cái kỹ năng bạn có, bạn cần thôi, thì nó không vấn đề gì để có bạn thể nổi bật. Ngành này là ngành không có thành công nhanh. Bạn không thể bước ra bạn thành một ngôi sao. Kiểu như bạn đi bán hàng, nếu bạn có cái duyên và bạn hãng hàng tốt thì bạn có thể tuy rất trẻ nhưng bạn là một ngôi sao nổi bật. Nhưng ngành logistics nó không có work theo cách đấy. Logistics là teamwork, là network, là hợp tác, giao tiếp, chứ không phải là ngôi sao. Bạn vẫn có thể trở thành một hạt nhân có tầm ảnh hưởng lớn đến những người cộng sự với mình, nhưng không phải là ngành dành cho ngôi sao. Ha. Rồi, em đang tìm kiếm cơ hội cọ sát với những mảnh ngành mà em thích, trong đó có logistics và marketing, vì em thấy cùng làm logistics và marketing và em thấy được bản thân em có phần giống giống anh. Không biết là trải nghiệm như thế nào về cơ hội đó, về cả logistics và marketing. Ok, marketing thực ra là một cái functional, một cái chức năng của doanh nghiệp liên quan đến làm sao mà bán được sản phẩm. Thế thì cái đối với mình, bản thân mình, kinh nghiệm mình là logistics là cái năng lực mình tích lũy được, giống như là cái vốn có hay là nội lực. Marketing chỉ là làm sao tìm được cái chuyện kết nối cái thứ mình có đó đến cái người có nhu cầu thì gọi là marketing. Marketing cũng là một cái general knowledge và bạn hoàn toàn có thể học được. Và sự kết hợp của hai cái này cũng rất là đơn giản. Bạn có thể đi bán các cái giải pháp về logistics, hoặc là bạn, nhưng mà bạn cần tích lũy trải nghiệm để bạn hiểu rõ cái công việc bạn làm. Thì nó ví dụ như bạn có thể xin vào những công ty như Smartlock, như IBV, để các bạn vừa được học logistics vừa đi bán hàng, không sao hết ha. Cơ hội nó luôn có cho mọi người, miễn là gọi là day is the will, day is the way, là miễn là chúng ta có cái mong muốn, cái khát khao thì chúng ta luôn có một cái giải pháp. Anh ơi, anh có giới thiệu công việc thực tập thì nếu hiện tại em thấy chưa đủ kiến thức để được nhận thì có thể tìm kiếm cơ hội trở thành thực tập không, hay phải đợi năm sau khi củng cố một phần kiến thức? Ok, này nói thật với các bạn ha, khi mà các doanh nghiệp nhận thực tập họ không muốn quan tâm bạn biết cái gì đâu. Kể cả khi bạn liệt kê ra các cái nội dung bạn học hay cái chứng chỉ bạn có, họ quan tâm. Cái họ quan tâm là cái nhu cầu tôi anh có giải quyết được không? Cái bài toán mà tôi cần anh giải quyết được không? Thì bạn sẽ có cơ hội thôi. Cho nên á, sống là không chờ đợi. Bạn có thể không phải là phiên bản
tối ưu nhất ở thời điểm đó, nhưng bạn có một cái định hướng thì bạn cứ hãy bắt đầu, và bạn là người học trên con đường bạn đi, chứ không phải bạn sẽ không bao giờ ở trạng thái là củng cố kiến thức, vì kiến thức ở trường mà các bạn đi học thật ra là nó không dùng được trong thực tế, không phải là không dùng được góc độ là vô dụng, mà là học quá nhiều, và những cái kiến thức đấy thật ra phù hợp với cái ông làm điều hành lãnh đạo doanh nghiệp, chứ không phải là những ông làm về nghiệp vụ cụ thể, cho nên nó không match nhau về chuyện là kiến thức nền bạn có với cái thực tế. Và quan vô thực tế nó sẽ giúp cho bạn định hướng là bạn cần tìm thông tin gì, cho nên cái bạn cần đó là kỹ năng tiếp thu, tiếp nhận và xử lý thông tin, chứ không phải là phải chuẩn bị kiến thức sẵn sàng để vô để có thể làm việc. Nhớ đi thực tập là để học chứ không phải để làm, không nhầm lẫn hai chuyện đó. Dạ em chào anh ạ. Thì hồi nãy giờ em cũng nghe anh chia sẻ, thì vừa qua có cái câu anh nói là mình phải thực hiện ngay á, thì em cũng ngay có một cái hành động gọi là thực hiện ngay, đó là em cũng xin vị trí vào làm cho một công ty làm full time rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm của em hiện tại thì em tạm gọi nó như là coi như là không có, là vì em chưa có thực tế thực hiện cái công việc logistics bao giờ hết. Nên là em cũng join vào cái môi trường này với mục đích là để học như anh nói á, nhưng mà em không biết là mình nên thể hiện cái bản thân theo cái chiều hướng như thế nào. Tại vì như anh nói thì cái môi trường đại học dạy cho chúng em ra là theo cái chiều hướng là nhà quản trị, nhưng mà khi mà mình join vào một môi trường mình chưa có kinh nghiệm thì mình phải liên tục học hỏi liên tục, thì không biết là mình nên thể hiện con người theo cái chiều hướng là sẽ là quản trị, hay là mình chỉ là học việc để mà mình tích lũy đủ cái kiến thức của mình, xong rồi mình mới bắt đầu mình thể hiện các cái chiều hướng theo hướng phát triển và sáng tạo hơn. Ok, good question. Cái này nè Lan Anh, là nó tùy thuộc vào văn hóa của cái đơn vị mà bạn thực tập. Ví dụ như văn hóa là công ty đã định hình có quy trình rõ ràng và ưa thích sự tuân thủ, thì bạn bắt đầu bằng cách là đọc và tiếp nhận. Nếu như văn hóa họ khuyến khích là bạn tham gia đóng góp chủ động, có nghĩa là đòi hỏi nhiều kinh nghiệm một chút, thì cũng là quan sát, trao đổi, học hỏi, và sau đó là hành động, hoặc là hành động sai và sửa sai. Thì nó không có một cái mô thức cụ thể để cho bạn thành công. Thì cái thứ mà gọi là kim chỉ nam mà bạn chỉ cần nắm khi bạn đi qua cái vùng sương mù, đó là cái định hướng mình vô đây để mình mục tiêu muốn cái gì. Mục tiêu càng rõ càng tốt. Nếu mục tiêu vô đây tôi muốn học, thì cứ lặng lẽ, không cần thể hiện. À, em là người mới, em muốn cống hiến, em muốn đóng góp, và em nhờ các anh địa chỉ. Và nguyên tắc khi đi làm, không ai bắt bạn làm thứ mà bạn chưa có kinh nghiệm. Các bạn được quyền, có một thứ quyền, đặc quyền đối với người mới, đó là quyền được sai. Dạ em mới, em chưa biết, em xin lỗi. Các bạn có quyền nha. Và đừng có sợ mất mặt nếu như bạn làm sai, bởi vì bạn không làm sai thì bạn sẽ không biết thế nào đúng. Sự sai nó có giá trị của nó, chứ không phải sai có nghĩa là cái gì đó tội lỗi nha. Sai mới giúp cho bạn biết được cái gì đúng. Và chúng ta hoàn toàn làm cho cái chuyện sai đó trở nên nhẹ nhàng. Dạ chị ơi em chưa biết, chị chỉ giùm em. Hoặc là khi mà mình nghĩ, chủ động nghĩ, chị ơi em nghĩ như vậy chị thấy có được không, có bị vướng gì không, thì người ta rất sẵn lòng đối với những người mà có một cái trạng thái cầu thị. Như là khi mình ở giai đoạn này, mình đặt mình thấp xuống và mình lắng nghe, thì nhớ nguyên tắc khi bạn làm cái bình nước, cái bình rỗng, các bạn chứa được rất là nhiều ha. Rồi khi các bạn có đủ lông đủ cánh thì các bạn cứ thể hiện mình thôi. Còn một cái vấn đề nữa, cái này chắc là không phải chỉ trong một ngành logistics không á, mà là đối với các bạn sinh viên mà chuẩn bị xin đi thực tập hoặc là đang trong cái môi trường thử việc hay sao đó, thì khi mà mình phỏng vấn và cái nhà tuyển dụng người ta thấy được cái tiềm năng của mình rồi á, thì khi đó người ta sẽ đưa ra những cái gọi, em tạm gọi là những lời khá là hoa mỹ để mà mình thuyết phục mình cho vào công ty. Sau đó thì khi mà mình vào công ty rồi á, thì cái công việc, ý là nó vẫn đúng là tên như vậy, nhưng mà thực tế thì cái lượng công việc mình không có được như là như vậy á, thì ý là không biết là, tất nhiên là mình cũng sẽ phải kiên trì để mình xử lý, không thể nào mà tránh hết tất cả các rủi ro đó rồi, nhưng mà không biết là có cái biện pháp nào mà mình xử lý trong những cái tình huống như thế này không ạ? Nó có nhiều bước lắm, có nhiều cái quyết định em có đề ra.
Kể cả khi là khi người ta hứa là A nhưng thực tế là B, và B nó có các trạng thái sau đây: B rất xa A, B gần gần A và B tiệm cận A. Thì cứ tùy mỗi ông và tùy vô cái kỳ vọng bản thân thì mình sẽ rút ra được. Thế thì dù B nó cách xa hay nó ở gần A, em đều học được là cái đối tác của em là thuộc về nhóm nào. Và ở trên cuộc đời này, cái thứ em tìm kiếm nó không phải là những cái tên tuổi hay cái ảnh hưởng cái gì đối với một công ty, đó là em tìm những cái những người thật sự trust và mình có thể trust. Thì khi mà em không trust một công ty nào đó hay một con người nào đó nữa, thì cách tốt nhất là em hãy chọn cách chấm dứt hợp tác. Hệ giá trị không cùng nhau, suy nghĩ không cùng nhau, ở với nhau đồng sàng dị mộc, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Và nhớ sống đừng để người khác lợi dụng. Mình cũng không cần lợi dụng ai, nhưng cũng đừng để ai lợi dụng mình. Và mình phải hiểu được rõ cái giá trị của mình. Và anh nói là cái câu chuyện ở đây là lợi thế thương lực, bargaining power của nhà tuyển dụng so với mình họ có nhiều hơn, hoặc họ nghĩ là họ có nhiều hơn ha. Và nó dẫn đến mình một cái tâm thế là mình ở kèo dưới. Quay lại là xác định mục tiêu của mình, sẽ có trường hợp phải ở kèo dưới, nhưng là mô hình lose win, thua trước thắng sau, làm trước để chứng minh và sau đó khẳng định được và đặt mình ở vị thế mới, chứ không phải là trường hợp vĩnh viễn và bất biến. Dạ vâng, cảm ơn. Ok, chúng ta còn nửa tiếng, các bạn cứ hỏi nha. Rồi, ok, anh có thấy một câu hỏi của các bạn là nếu em là một người hướng nội ít nói thì nhánh nào phù hợp với tính cách của em? Ok, thường là cái tính cách này mình không có chọn được, mình sẽ có khuynh hướng này hoặc khuynh hướng kia. Hướng nội thì ít giao tiếp, nhưng sẽ có điểm mạnh là về phân tích, về số liệu. Thì các bạn sẽ làm các công việc, ví dụ như là điều phối vận tải, điều phối kho, lập kế hoạch, tức là planner, và các cái công việc liên quan nặng về phân tích, về xử lý số liệu ở business analysis, hoặc là các bạn cung cấp các cái giải pháp phần mềm trong lĩnh vực logistics, thì cái phạm vi mà bạn chọn nó nhiều lắm. Miễn là bạn đừng chọn những thứ gì nó bắt cái mình đi ngược với cái thế mạnh của mình, ví dụ đi quan hệ hải quan, đi sale, đi làm các cái đoạn mà phải điều phối giao tiếp nhiều người, ví dụ customer service nó không mạnh thì không chọn. Cho nên việc bạn nhận ra được cái điểm đặc điểm của mình và chọn cái thứ phù hợp cũng là một cái điều rất là tốt nha. Đỡ phải mắc sai xong rồi lại sau đấy là phải điều chỉnh lại. Rồi, em không học chuyên ngành, rồi không thích bó buộc nhàm chán, rồi ok, rồi tiếp nào các bạn. Nó không phụ thuộc vào các bạn hỏi đúng hay hỏi sai. Các bạn hỏi gì, anh cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ. Anh ơi, em hỏi là logistics hay supply chain các công ty tập đoàn về beauty so với các công ty, các chuỗi thực phẩm, thức ăn giống hay khác nhau, kiến thức chung về logistics có áp dụng cho lĩnh vực khác nhau hay không? Thực sự về mặt quản lý chuỗi cung ứng của các công ty, các cái tập đoàn, nó sẽ giống nhau khoảng 70%. Cho nên là cái kiến thức chung này các bạn có thể áp dụng và tái sử dụng được ở nhiều cái ngành khác nhau luôn. Ngành thực phẩm hay ngành làm đẹp hay ngành, kể cả ngành ngân hàng, thì các bạn vẫn áp dụng được cái tư duy logic này trong quản trị. Anh ơi, nếu bắt đầu với customer service trong ngành logistics thì con đường nào phát triển dài hạn? Nếu bắt đầu từ customer service thì cái lợi thế của bạn là tương tác được với khách hàng. Khi các bạn hiểu về khách hàng thì các bạn có thể làm qua sale, hoặc các bạn có thể làm về marketing,
hoặc có thể các bạn làm phân tích dữ liệu đều được ha. Anh ơi, theo bài viết anh có chia sẻ, em muốn hỏi là cơ hội kiếm tiền từ ngành này ở đâu ngoài tiền lương được không? Em cảm ơn anh. Rồi, ok. Kể tên một số cái nguồn thu nhập ngoài lương ha. Nổi bật thì có bên sale của Logistics thì bạn được thưởng hoa hồng bán hàng hoặc là thưởng trên kết quả doanh số, tùy vào chính sách công ty. Thứ hai là sale của các hãng tàu, thì một cái practice đó là nếu như các bạn hãng tàu thì họ sẽ gì này, họ có đưa ra chính sách giá ở một cái dạng là range, một cái khoảng giá đó, ví dụ như là 1.000 đến 1.500 đô cho một container đi từ ví dụ Việt Nam qua Trung Quốc, thì cái bạn hãng tàu, nhân viên sale được quyền quyết định. Thế thì trong điều kiện mà khan hiếm về lượng tàu về á, thì cái người đó bằng những cái quan hệ cá nhân họ có thể ưu tiên ông này hay ông kia. Ví dụ ông này tôi có thể bán trong giá 1.000, nhưng ông kia tôi có thể bán 1.500. Vậy thì nếu như cái ông mà mua được giá 1.000 với điều kiện là ông có một cái gì đó nó gọi là kickback cho tôi, thì tôi sẽ chọn ông đó và tôi áp được cái giá 1.000. Thì chính vì cái range đó như vậy cho nên là cái bạn mà sale hãng tàu rất là power. Và thứ hai là các cái bạn mà làm sale ở trong freight forwarding sẽ có câu chuyện đó là kickback. Ví dụ giá mà bạn chờ cho khách hàng là A, khách hàng nói cho tôi gửi A phẩy, vậy thì cứ bill ra là A cộng A phẩy và sau đó là chia lại với khách hàng cái phần A phẩy đấy, thì nó gọi là kỹ thuật kickback. Rồi hoặc là ví dụ như chuyên viên mua hàng thì sẽ có những cái động tác lắc léo để có cái sự chia với là cái bên bán hàng, thì đó là những thực tế nó đang tồn tại. Hoặc là các bạn làm về thủ tục hải quan, các bạn sẽ vướng ra những cái nhũng nhiễu, và những cái nhũng nhiễu đó thì sẽ sinh ra bôi trơn, và bôi trơn thì cũng là một cơ hội kiếm tiền ngoài lương. Đấy, cái bức tranh nó đa dạng như vậy, cho nên là đừng nhìn vào lương để quyết định là cái công việc này thu nhập cao hay thấp. Kể cả các bạn ở kho, các bạn cũng có cách kiếm tiền như vậy. Các bạn biết các cái nhà xe đi đến giao hàng hay nhận hàng ở kho thì họ ai cũng nhanh hết trơn. Muốn nhanh phải không? Muốn nhanh thì bôi trơn, muốn nhanh thì ưu tiên xếp tài. Thì đó chính là những khoản thu nhập ngoài lương đang tồn tại trên thị trường. Cái này không có trường nào dạy các bạn đâu. Các kỹ năng mềm cần thiết thì có hai kỹ năng quan trọng nhất, đó là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tư duy logic, là hai kỹ năng mà các bạn must have ở trong lĩnh vực này. Còn những kỹ năng còn lại nếu có thì sẽ tốt, ví dụ như kỹ năng xử lý Excel, kỹ năng presentation, kỹ năng sắp xếp công việc. Rồi anh ơi, giữa logistics và supply chain thì khác nhau như thế nào? À, em được hiểu thì chỉ logistics là một phần supply chain nhưng không có công việc cụ thể, thì khác nhau như thế nào? Ok, thì các bạn nên lập một cái tài liệu chuẩn của được phát hành bởi APIC. APIC là tổ chức năng suất chất lượng Mỹ, thì họ đưa ra cái định nghĩa. Thì định nghĩa logistics là làm cái gì? Thì nói nôm na như thế này, thì logistics là một phần công việc của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng nó có ba cái luồng, đó là luồng hàng hóa, luồng tiền và luồng thông tin. Thế thì logistics là luồng trực tiếp liên quan đến hàng hóa và một phần liên quan đến thông tin. Logistics là luồng di chuyển của hàng hóa. Còn supply chain nó cũng bao gồm hàng hóa, nhưng nó phải còn yếu tố về mặt thông tin và về mặt tiền bạc, nên supply chain nó rộng hơn. Trong một công ty thì thường là cái nguyên một cái functional đó là supply chain management, thì logistics là một cái công việc ở trong đấy. Thì song song logistics nó sẽ có là procurement, nó sẽ có customer service. Rồi cho em hỏi là mảng tối ưu hóa vận hành như IBM Smart Logiman EcoTrust đang làm có high profit table không anh? Theo em biết EcoTrust có 5% commission, IBM làm B2B thì deal doanh nghiệp rất khó và tốn thời gian. À rồi, ngành logistics là một ngành low profit margin,
in general là một ngành low profit margin và người ta chỉ lời dựa trên sản lượng lớn. Và đó là lý do là khuynh hướng tập trung. Các công ty nó càng lớn thì nó mới có power để nó có được cái con số lời lớn. Chứ còn ngành này nó không phải là ngành high margin bởi vì cái rào cản gia nhập ngành là thấp. Và nếu như mà cái ngành mà lời quá cao là sẽ có người khác nhảy vô để gia nhập và giảm cái phần lợi ra xuống. Đó là tổng quan về ngành. Thế các công ty công nghệ mà giải quyết bài toán tối ưu hóa. Thế thì nhớ điều này, tối ưu hóa có nghĩa là cải thiện một cái gì đấy. Ví dụ trước đây bạn đang trả 10 đồng thì bạn trả còn 7, 8 đồng. Đây là tối ưu hóa, tiết kiệm hơn. Thế phần cái gap đó chính là giá trị tạo ra từ tối ưu hóa. Và khi vậy thì cái phần mà earning của cái đơn vị thì nó thấp. Tuy nhiên nó không phải là cái thứ để so sánh là cái công ty này nó có lời nhiều hay lợi ích. Ví dụ EcoTrack thu 5% commission thật ra là cao. 5% đối với trong ngành vận tải luôn đó, cái phần margin nó chỉ khoảng từ 7 cho tới 12%. Và nếu mà mình lấy được 5% nữa là một con số rất lớn rồi về mặt commission. Còn một công ty, ví dụ như các công ty công nghệ nói trên, nó lời hay nó lỗ là dựa vào doanh thu, lệch giữa doanh thu và chi phí. Doanh thu nhiều nhưng chi phí nhiều thì không có lời. À, cho nên mình cần nắm rất rõ là cái đối với theo góc nhìn của anh thì bán giải pháp phần mềm là một ngành profitable bởi vì các bạn chế ra được cái phần mềm đầu tiên là sẽ khó và bán những khách hàng đầu tiên có thể lỗ, nhưng mà khách hàng thứ 10, thứ 20, thứ 30 thì chi phí của các bạn đối với khách hàng sau đó xuống rất thấp rồi, thì lời là lời từ những khách hàng sau chứ không phải khách hàng trước. Anh ơi, sale logistics bắt đầu cho người bắt đầu thì tìm khách hàng sẽ bắt đầu từ đâu và bằng cách nào ngoài data công ty cung cấp, và làm cách nào để khách hàng chọn sản phẩm của mình thay vì sản phẩm của cùng loại. Thì ngành dịch vụ logistics thì cái sự khác biệt về sản phẩm của các công ty nó không có quá nhiều. Thế thì nó sẽ phải rõ như là sale về cái gì, sale về dịch vụ contract logistics tức là kho bãi vận tải, hay sale về dịch vụ freight forwarding. Freight forwarding có nghĩa là giao nhận vận tải xuất nhập khẩu. Thì nếu như mà cái mảng về contract logistics thì thường nó sẽ khác biệt với các công ty, đó là về mặt thương hiệu. Ví dụ như các thương hiệu nổi tiếng thế giới như DHL, Kuehne+Nagel, DB Schenker, hay Maersk. Ở trong nước thì là những thương hiệu ví dụ Germanet, Transimex, Tân Cảng, Vinapco, Sotrang, ITL, đó là những thương hiệu và họ có được sự khác biệt. Còn cái nhóm mà ngoài top 10 thì độ nhận biết không cao thì có thể là họ không có được cái lợi thế cạnh tranh. Nếu mà các bạn sale của các công ty mà đã có cái thương hiệu thì các bạn sẽ dễ bán hơn. Còn khách hàng tìm kiếm từ đâu? Thì khách hàng mà trong lĩnh vực logistics, phần lớn là khách hàng doanh nghiệp, thì kiếm từ đâu? Ví dụ như contract logistics họ làm là khách hàng họ có tender và họ mời gọi những cái ông có đủ năng lực tham gia chào thầu. Cho nên thật ra không cần mất nhiều thời gian đi kiếm khách hàng đâu. Nhưng mà bằng những cái mối quan hệ cá nhân, tìm hiểu giao tiếp trên thị trường, mình cũng sẽ biết trước được những doanh nghiệp nào có nhu cầu. Và phần lớn là các cái hoạt động mua bán trong dịch vụ logistics contract là đều phải qua đấu thầu chứ không có chỉ định, thì nó vẫn phải qua cái đoạn đấy đó. Cho nên là cũng không nhất thiết phải đi kiếm, liệu vào các cái trang đấu thầu họ công khai công bố thì mình tham gia thôi. Nên cái chuyện build up được thương hiệu là quan trọng. Còn mảng freight forwarding thì nó dựa vào chuyện là đi xây dựng quan hệ cá nhân. Cho nên là ngành này nó đòi hỏi sự mở rộng quan hệ giao tiếp rất là nhiều. Anh ơi, nếu mà làm về phân tích dữ liệu trong ngành logistics thì em nên thành thạo những kỹ năng và phần mềm nào để đủ tiêu chuẩn cho công việc này? Thật ra là cái mức độ chuyển đổi số trong ngành logistics Việt Nam nó chưa có nhiều. Thành ra là phần lớn đang nghĩ câu chuyện này là tới vận hành cả tháng xong rồi tới khoảng ngày 10 tới ngày 15 mới có báo cáo về kết quả hoạt động của tháng trước. Nên là nếu như mà các công ty mà mạnh, đầu tư mạnh thì nó được tới cấp độ là biết được kết quả lời lỗ hàng ngày, tức là làm các cái trang Excel xong biết lời lỗ như kia luôn. Thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái đơn vị mà bạn làm việc. Nếu đơn vị đấy chưa chuyển đổi số thì bạn không cần nhiều kiến thức kỹ năng lắm. Còn nếu như họ đã xịn rồi á, thì lúc đấy bạn sẽ cần, cơ bản là bạn cần phải rất giỏi về Excel, giỏi về Pivot Table và cao hơn là khả năng viết macro để xử lý dữ liệu.
và làm quen với những cái bài toán tiêu biểu trong logistics, ví dụ như tối ưu hóa về không gian lưu trữ, tối ưu hóa về đường đi, tối ưu hóa về việc chia hàng, soạn hàng. Phần mềm để làm câu việc này và tiêu chuẩn thì ngoài Excel các bạn có thể học thêm về Power BI, có thể học thêm về Tableau, về các cái giải pháp về data visualization. Và đó là một cái cơ hội mới, bởi vì những cái người làm cũ và truyền thống trước đây họ ít khi đụng vô những cái món này, cho nên những người mới họ sẽ như các bạn có cơ hội thể hiện được, đưa được giá trị mới cho doanh nghiệp. Vậy thì procurement trong mua hàng và mua hàng, procurement và mua hàng trong logistics khác nhau như thế nào? Khác nhau cái tên thôi. Procurement là liên quan tới sourcing, sinh tìm cuốn, tìm kiếm từ đầu nguồn hàng. Tìm kiếm ở đầu nguồn hàng ở đây có nghĩa là kể cả chưa mua nhưng phải biết thông tin là có ai bán cái gì, đặc điểm, lợi thế, phân tích được họ kiếm lời được từ đâu, họ vì sao họ tạo ra giá trị. Còn mua hàng là nghiệp vụ cụ thể, là sau khi nhà cung cấp đã được duyệt, đã được qua đấu thầu và ký hợp đồng thì cái động tác nghiệp vụ mua hàng. Thì procurement, cái từ nó sẽ rộng hơn và bao quát hơn là purchasing. Ngoài ngoại ngữ thứ hai là tiếng Anh thì mình nên có học kiến thức để khiến profile có lợi thế khi áp dụng công việc trong mảng logistics. Thì như mình nói, logistics nó rất là rộng, cho nên là cái chuyện mà bạn để có lợi thế là bạn phải xác định trước là target bạn muốn làm về contract logistics hay freight forwarding hay là liên quan tới parcel delivery. Có một cái báo cáo của một cái hãng nghiên cứu thị trường rất mạnh trong ngành logistics tên là TI, Transport Intelligence. Một cái báo cáo đấy họ bán từ 4 tới 6 7 nghìn đô. Thì họ classify ra cái mảng là contract logistics, có nghĩa là hợp đồng dài hạn 5, 2, 3 năm, là liên quan chủ yếu đến kho bãi vận chuyển, những cái thứ mà setup nó tốn thời gian. Loại thứ hai là forwarding, là những thứ liên quan đến vận tải xuyên biên giới, cái giá trị cao. Loại thứ ba là parcel delivery, là gọi là CP, là courier express parcel, là những cái món hàng nhỏ lẻ, ví dụ giao hàng trong thương mại điện tử, thì nó gọi là phân mảnh ra như vậy. Thì khi bạn target là bạn muốn làm trong cái mảng nào rồi ấy, thì bạn mới chuẩn bị cho mình cái profile để mình có lợi thế bằng cách là làm đúng cái công việc trong cái lĩnh vực của cái công ty đó. Ví dụ bạn là sinh viên, bạn chưa ra trường, bạn muốn làm contract logistics thì bạn có thể thực tập ở Gemadev, ở Transimex, ở DHL Supply Chain. Nhưng nếu như bạn xác định làm cho những công ty về mặt express giao hàng, bạn có thể thử ở giao hàng nhanh, ở giao hàng tiết kiệm, ở nhất tính, ở DHL Express, vân vân. Cho nên xác định cái đầu ra trước thì các bạn chuẩn bị đầu vào nó phù hợp hơn. Hiện em đang hỗ trợ kế toán cho một công ty freight forwarder được 6 tháng. Em không có nền tảng logistics nhưng em muốn chuyển qua làm chứng từ, nên bắt đầu từ đâu khi em chưa bao giờ làm qua? Thì khi chưa làm qua thì các bạn nên học nghiệp vụ. Các nghiệp vụ này thì nó ngắn hạn và các bạn có thể học rất là nhanh. Chắc học chừng tuần là xong à. Các cái khóa này ngắn hạn là làm nghiệp vụ nó không có khó đâu. Hả? Anh có nghĩ là các doanh nghiệp logistics châu Âu đổ bộ về Việt Nam trong tương lai? Thực ra là đổ bộ lâu rồi. Cái doanh nghiệp logistics nước ngoài đầu tiên mà đổ bộ vô châu Âu, đổ bộ vô chính là DHL. Họ liên doanh với VNPT từ năm 91. Là ra đi theo Express. Thì cái việc đổ bộ Việt Nam nó vướng mấy cái nè. Trước 2007, trước khi Việt Nam gia nhập WTO thì mảng logistics là mảng được bảo hộ, cho nên khi mà các cái đơn vị nước ngoài vô phải liên doanh liên kết với cái đơn vị Việt Nam. Điển hình như thời điểm đấy là Gemadev là hợp tác với ví dụ hãng tàu CMA CGM nè, hợp tác với TB Schenker nè. Đấy. Transimex thì hợp tác với các doanh nghiệp Nhật, ví dụ như Nippon Express, và sau này có nhiều doanh nghiệp, ví dụ như tập đoàn ITL thì thời điểm đấy là hợp tác với Seva này, với khá nhiều đơn vị về logistics của nước ngoài. Rồi thì sau đấy tới giai đoạn mà khoảng 2014, sau khi mà cái thị trường logistics Việt Nam cởi mở hơn theo cái chuẩn của cái cam kết WTO, thì sẽ có những mảng doanh nghiệp
nước ngoài được thành lập 100% tại Việt Nam, ví dụ như mảng warehouse, mảng các cái mảng về dịch vụ, những cái mảng bị giới hạn ví dụ như là cảng là doanh nghiệp nước ngoài không được sở hữu quá 49%, hoặc là các doanh nghiệp về vận tải thì doanh nghiệp nước ngoài không được sở hữu phương tiện ở Việt Nam. Thì nó đang dẫn đến một cái làn sóng, đó là làn sóng mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Trên thế giới cái ngành logistics là ngành rất là hay có cái câu chuyện này, vì nguyên tắc của nó là mạng lưới và hợp nhất, cho nên là khi mà đạt đến quy mô nào đấy là họ phải đi mua, mua để nâng lên, để rộng lên rất là nhiều lần. Nên các bạn mà đọc các thương vụ thống kê trong mảng logistics mua bán là nhiều lắm. Và nhất là đợt này các hãng tàu á, họ có một năm rất thành công và họ cũng đi mua lại các công ty logistics rất nhiều. Và các doanh nghiệp châu Âu mà các bạn có thể để ý thì ví dụ như là Rhenus, FM Logistics, đó là những doanh nghiệp có thể cái tên các bạn còn chưa biết, nhưng mà họ rất là lớn ở nước ngoài rồi, và họ đổ bộ vào Việt Nam và họ cũng đang tìm kiếm các cái doanh nghiệp Việt Nam để họ hoặc là mua bán hoặc là hợp tác. Đó. Rồi, chúng ta còn 10 phút nào. Anh ơi, cho em hỏi một câu. Khi mà anh đi, ý là khi mà sinh viên mới ra trường làm anh, thì anh có quan tâm đến cái vấn đề là balance giữa công việc và cuộc sống không? Hay là mình nên kiểu mình cống hiến nhiều thời gian hơn cho công ty hơn là cho mình, tại vì em đang thực tập cho một công ty và cái lượng thời gian làm việc của nó nhiều và nó khiến em chưa có balance được á, thì em không biết là em nên cố gắng dành nhiều thời gian cho công ty này hay là mình thực ra em cũng ok có thể quay lại cái khái niệm mà work life balance, là nó là khái niệm được rơi lên trong khoảng 15 năm qua. Thì các bạn biết với mỗi cá nhân mình có nhiều cái dimensions mà mình muốn đạt được trong đời, ví dụ như là sức khỏe, sự nghiệp, bạn bè, gia đình, con cái, vị thế, uy tín xã hội, đúng không? Thì mỗi cái yếu tố đó đều quan trọng với mình hết, đúng không? Và ở mỗi thời điểm thì mình vì chỉ có 24 giờ cho nên mình chỉ dành sự chú tâm của mình cho một số cái yếu tố nhất định. Nhưng khi một số cái yếu tố quan trọng đó mà các bạn không được thỏa mãn thì các bạn sẽ thấy là nó có cái gì nó khó chịu này, rồi nó stress, rồi nó mệt mỏi, nó chán trường, và cái hậu quả cuối cùng bị burn out là hết ham muốn luôn. Thì cái việc balance ấy là nó khác nhau giữa mỗi người với mọi người. Ví dụ như là bạn thích rất đam mê du lịch mà bắt bạn gò bó trong một công việc 9 tiếng một ngày và 7 ngày và 6 ngày một tuần, bạn sẽ thấy chán. Hoặc là cái tính cách của bạn là hướng ngoại, năng động, thích đi ra ngoài, bắt ngồi làm chính từ suốt ngày, nó cũng không phù hợp. Thế thì khái niệm work-life balance mình biết là đối với các bạn Gen Z là một yếu tố quan trọng. Và theo khuyến nghị của mình là cuối cùng bản chất là thứ tự ưu tiên. Các bạn muốn cái gì hơn thôi thì hy sinh cái thứ còn lại. Giả định cái công việc của bạn là nó đem lại cho bạn nhiều sự không thoải mái hơn là sự hài lòng thì bạn đổi. Đâu có ai bắt buộc là bạn phải chọn cái thứ bạn không thích và bạn cảm thấy mệt mỏi, vì cái sự mệt mỏi đó là nó không tốt cho cả hai. Khi bạn mệt mỏi bạn cũng không đóng góp nhiều, và khi bạn mệt mỏi bản thân bạn cũng kill cái động lực, cái sự tích cực của mình, hiểu không? Cho nên xác định rõ là mình bán cái gì và mình muốn nhận được cái gì. Đó, chứ còn không ai có quyền bắt buộc bạn phải làm cái này hay làm cái kia, kể cả sếp bạn, kể cả tôi mình. Không, tôi là người bán giá trị và tôi quyết định có bán hay không. Chứ không phải công ty nói A làm A, nói B làm B. Ha. Nó dựa vào cái sự ưu tiên của em. Tại em cũng không rõ là do là em chưa thực sự cố gắng hết sức, hay là thực sự là em ưu tiên những cái khác như là thể dục hay là đọc sách hay là làm các công việc cho bản thân em nhiều hơn á, thì em không biết là do em cố gắng chưa đủ hay là do nó nó sẽ quay lại câu hỏi là bạn mong muốn điều gì trong đời, bạn mong muốn điều gì trong đời ở thời điểm đấy để bạn ra quyết định.
nếu như bạn mong muốn nhiều thì nó nhiều. Bạn mong muốn là phải có một cái vị thế quan trọng, một cái người ảnh hưởng trong công việc, bạn cần đầu tư thời gian cho đó, thì đó là cũng là chọn lựa, và đó không có gì gọi là không cân bằng, đó là chọn lựa. Và nếu như bạn thấy là bạn, nhưng mà mấu chốt là đừng làm cái chuyện này, là đừng nghĩ là mình phải giống ai khác, vì con bạn mình nó sống, nó enjoy, nó thể dục, nó đi chơi này kia, cho nên mình cũng muốn như nó. Không, mình là mình và mình có phẩm chất riêng của mình, và mình định vị cái mong đợi riêng của mình. Khi mà bạn clear được cái điều đó rồi, bạn chọn chịu được. Ở đây không có đúng hay sai. Em cảm ơn. Rồi, tiếp. Em nghe các anh chị nói mình nên học thêm chứng từ ở Tân Cảng, liệu điều đó có cần thiết không anh? À, nó tùy thuộc vào mục đích của mình thôi, Sơn. Nếu như mà bạn muốn làm việc liên quan đến xử lý chứng từ thì có nhiều trung tâm đào tạo, không nhất thiết là liên quan tới Tân Cảng đâu. Nó không có nghĩa là bạn được chứng chỉ thì bạn có được ưu tiên để vào được Tân Cảng đâu. Ha. Chọn lựa là vẫn ở bên bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, ok, mệt không các bạn? Ngồi 2 tiếng mới về đâu. Dạ anh ơi, em có câu hỏi muốn gửi anh. Rồi, anh thấy rồi. Em là sinh viên năm 2 ngành kinh doanh quốc tế, đang học tiếng Hàn thêm, dự định tốt nghiệp apply vào CJ. Nghe nói các công ty Hàn và Nhật thường phù hợp cho các bạn mới, yêu cầu hard work, đưa sinh viên vào khuôn khổ chuyên nghiệp. Anh cảm thấy như thế nào về việc này? Theo anh ấy, là em đã chọn được một định hướng tốt và em có sự chuẩn bị là về tiếng Hàn. Thế phải nhìn trên phương diện tổng thể là như vậy. Có rất nhiều công ty logistics Nhật ở Việt Nam hơn là Hàn Quốc. Ví dụ như là Shibu Sawa, ví dụ Nippon, Sagawa, Logitech, khoảng mười mấy công ty đó. Còn đối với các công ty Hàn Quốc thì nổi tiếng nhất thì có CJ Logistics, là làm chuyên làm cho Samsung trước đây. Rồi Pantos là chuyên làm cho LG. Rồi các thương hiệu khác, ví dụ như là Logistics Valley, Wonjin, của Wonjin và một số công ty khác. Rồi các forwarder Hàn Quốc nhỏ cũng nhiều lắm. Thì văn hóa của Hàn Quốc thì các bạn phải biết là nó được sinh ra ở cái vùng xứ tuyết, và cái môi trường nó khắc nghiệt, cho nên cái tính cách con người nó phải rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Làm việc nó rất là tập trung và quyết liệt. Tốc độ của các công ty Hàn Quốc họ nhanh và mạnh, và mạnh hơn các công ty Nhật. Nên là các bạn sẽ học được các tác phong làm việc chuyên nghiệp. Và theo anh là để starting, các bạn chọn đó là hợp lý. Anh nghĩ là anh sẽ khuyến khích các bạn nên chọn cái thử thách này. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Hà là chứng từ khá là vất vả. Em là một chị quen làm từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, khá stress. Có nguyện vọng làm chứng từ thì nên cân nhắc. À, nó đúng mà nó chưa đủ. Nó đúng là cái quan sát của em có thể đúng, là chứng từ là việc cực nhọc, dễ sai sót. Và nếu sai thì hậu quả nó cũng rất là nặng. Và phải nhớ nhiều, xử lý đơn hàng nhiều, nó stress. Và phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa sử dụng về mặt công cụ để giúp cho cái công việc này nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như dùng phần mềm chuyên nghiệp, quản lý tích hợp dữ liệu hay quy định thời gian làm việc với khách hàng. Cho nên là dẫn đến cái áp lực công việc đổ dồn lên người nhân viên nhiều. Và khi người ta nhiều, làm nhiều, mệt quá, stress, người ta nghỉ. Và nghỉ thì nó lại tua lại một cái chuỗi đau khổ của phía chủ doanh nghiệp. Cái chủ doanh nghiệp cũng không sung sướng gì hơn. Nhưng mà vì họ không có dám thay đổi, nên cứ làm cái việc máy móc trên tay thủ công. Không ai đi đặt câu hỏi của gì thì mình làm chứng tự khổ quá, có cách nào khác không? Có cách nào có một robot nó ngồi scan qua dữ liệu, nó nhập vô hệ thống luôn, em khỏi phải làm bằng tay không? Thì không ai đi đặt câu hỏi đó, mà hay than. Thế thì khi mà các bạn ra trường ở một tâm thế người mới, các bạn nên tìm kiếm giải pháp hơn là thấy cái đau khổ của thế hệ đi trước rồi nghĩ rằng đó là rào cản. Có
có rào cản thì nó mới có cơ hội, có khó khăn thì các bạn mới có cơ hội để tỏa sáng. Cho nên hãy nhìn đó như là một cái cơ hội hơn là một cái rào cản đối với mình. Có nhiều tập đoàn logistics Trung Quốc ở Việt Nam hay không? Thì chân thành mà nói là chưa nhiều. Lý do mà nó chưa nhiều là theo quan sát của anh là nó chủ yếu liên quan đến cái cách làm hàng. Trước giờ ở Trung Quốc là hấp về sản xuất và đi kèm là logistics. Và cái thị trường nội địa Trung Quốc nó quá lớn, cho nên là nó không có chú ý đến thị trường nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp lớn. Và xu hướng nó đang đi đến ở gần đây thì khi mà ở New China thì số lượng doanh nghiệp Trung Quốc bước chân vào ngành này rất là nhiều lên. Ví dụ J&T, Best, SF, vân vân và vân vân. Và cái xu hướng này nó sẽ tăng lên trong thời gian tới khi mà cái định hình câu chuyện là New China, cái Việt Nam là New Destination, thì cái xu hướng này sẽ tăng lên. Nên các bạn học tiếng Hoa ở Việt Nam sẽ vẫn có lợi thế. Ok, anh nghĩ là mình nên giữ kỷ luật là đúng 4 giờ thì mình sẽ kết thúc meeting. Anh cũng sắp có một cái call tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã kiên trì lắng nghe cho tới giờ phút này. Và hy vọng cái mục tiêu mà anh đặt ra ban đầu đó là chuyển cái trạng thái từ hoang mang sang tự tin. Mình biết đó là một cái hành trình dài mà các bạn phải đi. Nhưng nếu không có bắt đầu thì không có tiến triển mà không có kết thúc. Cố gắng ha các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Mình có thể mình bật cam để mình chụp một cái hình lưu niệm được không các bạn? Rồi, anh thấy gương mặt các bạn rồi. Thái nè, Hà nè, Duy Sơn nè, Lan Anh, bạn Ngọc Lan. Rồi Trúc Đoan đưa avatar, Mỹ Uyên, rồi Linh Tâm, Quỳnh Như, Gia Hân, rồi ok rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để anh lấy cái phần chụp. Anh ơi, cho em hỏi là sau buổi họp này thì mình có tạo group Zalo để có thể kết nối các bạn với nhau được không ạ? Được em. Đối với anh thoải mái nha. Anh nghĩ cái này không phải là chỉ là một lần và nó là cái điểm bắt đầu cho một cái hành trình của các bạn. Nên các bạn cứ sống ở thể chủ động đi ha. Nhớ mua sách của anh Nguyễn Tuấn Quỳnh là Sống ở thể chủ động. Anh nghĩ cuốn đó sẽ rất cần thiết cho các bạn sinh viên. Rồi. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui nha. Dạ, chào anh. Cảm ơn. Rồi, chào các bạn. Anh kết thúc call ở đây nha.